cho mình mà có hại cho người không làm. Mình sửa mình bằng một cái tâm chánh niệm, nhưng mà ta tiếp nhận cái lời sửa đó bằng một cái tâm sân hận đã có hại cho họ rồi đó, có hại cho họ rồi, tâm sân mà. Cái gì có hại cho mình và có hại cho người không làm, mình sửa người ta mà tâm sân, người ta nghe mình sửa người ta cũng tâm sân, hai cái này sân hết, tâm sân hết. Đô sa chích ta, đô sa là sân hận, chích ta là tâm, tâm sân hận. Thì nó có học về A Di Đà á, ví dụ pháp tấm qua tiết học là con này thì sẽ nắm được. Đối với người học tử nhân rồi thạc sĩ tiến sĩ mà họ không có sửa, họ không sửa chính mình, họ đi toàn địa chỉ đổ người khác không à. Mình nhìn cái người đó thái độ mình thế nào, chứ tôi nói vậy này, thông cảm, tha thứ, thương xót và chấp nhận thực tế. Tại cái người này ở kiếp trước họ là quỷ sứ địa ngục á, anh lên chuyên hành hạ tội nhân cơ mà, tôi quen rồi, tiền kiên tật rồi, tôi quen rồi, em kiếp này sanh lên họ làm sư thầy nhưng mà họ cũng đi sửa cái này kia hết, nhiều chuyện lắm, thông cảm, tha thứ, quỷ sứ mới sanh, đúng không? À, phải hiểu được cái hồ đấy đó, bây giờ phải hiểu được cái luân hồi sanh tử đó, kiếp trước kiếp này kiếp sau, kiếp trước họ là ai? Cái này họ là ai, cái sao họ là ai, cái hiểu vậy đừng tha thứ được, thông bất thông, thông bất thông. Cho nên gặp cái người nhiều chuyện như vậy đó, thông cảm cho họ, chứ không có trách móc họ làm gì, thôi kệ đó. Nhiệm vụ trách nhiệm của nó mà, cái đó nhiệm vụ của nó, cái quạt còn quay, cái quạt mà cắt điện là còn quay, cái trước là quỷ sứ, cái này sẽ lên, mà còn là người rồi, nhưng mà cái di truyền quỷ sứ nó còn, cái di truyền nó còn, thông cảm. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi người, mỗi nghiệp. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi người, mỗi nghiệp. Mình đi can thiệp vào nghiệp người khác sao được? Mình là ai mà đi can thiệp vào nghiệp người khác? Đúng không? Và gian sang dễ đổi bản tánh khó giờ. Nếu chúng ta khó chịu với người chỉ học mà không tu thì chúng ta cũng chỉ là cái người học mà không sửa được mình, và toàn là khó chịu với người khác. Nếu chúng ta học, chúng ta khó chịu vì chỉ học mà không có tu, không có sửa mình, mà chuyên đi mong sửa người khác, mình khó chịu với họ, tức là mình cũng giống như họ, mình với họ bà con nhau, thông cảm, anh em ruột, thông cảm. Thứ bốn là mã, làm sao để làm người học Phật là để sửa mình chứ không phải sửa người khác. Làm sao mà có được cái này, làm sao mình để mình trở thành một cái người mà học Phật để sửa chính mình. Quán vô thường, khổ vô ngã, thấy sanh lão bệnh tử, thấy thời gian trôi qua nhanh quá, mong thân con hôm nay chiếc lá héo, sứ giả thần chết đang chờ con, con đang đứng trước ngưỡng cửa của sự diệt vong, sự nghiệp dự phòng không còn gì cho con. Người nay như lá vàng khô,
Bóc phơ đứng tựa cửa mồ diệt vong, tử thần chờ đợi bên trong, tử lương sao chẳng dọn lòng lo tu. Khi mình hiểu được câu này rồi đó, là mình thôi, mình lo sửa mình đi. Còn mình đi sửa người khác, tức là đi bạch lá tìm sâu. Mình đi sửa người khác, tức là bạch lá tìm sâu. Và quy luật á, có lá là phải có sâu. Mà bây giờ mình đi tìm sâu, mình tìm chưa hết sâu thì mình đã chết rồi. Mình tìm chưa hết sâu là mình đã chết rồi. Mình tìm chưa hết cái lỗi làm người khác thì mình đã chết rồi. Thì ưu tiên một là vẫn là mình, chứ không phải người ta. Người ta là ưu tiên hai rồi. Cái đầu rảnh rỗi á, dư giả mới cho mượn tiền chứ. Tiền mình thiếu mình không có ăn, thì ra cái làm gì hết. Cho người này tiền mượn, cho người kia mượn tiền, trong đó mình không có tiền. Đi mượn đầu này cho đầu kia mượn, chứng tỏ ta đây là cái người rộng lượng bao la. Cuối cùng mà tới giờ đó đòi nợ thì chạy không kịp, đúng không? Tức là ưu tiên một vẫn là mình chứ, cho người khác được. Ta là cách trọ giữa trần, trăm năm tạm trú một lần rồi đi. Những người mà có mặt ở đây, những người có lỗi lầm hoặc không lỗi lầm, họ cũng ở với mình thời gian ngắn thôi. Họ cũng họ không ở lâu với mình đâu, mình sửa họ. Thậm chí điện tử ruột mình nó cũng đâu có ở với mình thời gian ngắn, là nó cũng tung cánh nữa là bay thôi. Đêm trăng trở dở từng trang quá khứ, mới thấy đời chỉ một cõi tù hư. Những danh vọng bạc tiền như bọt sóng, cả ân tình là chiếc bóng thời gian. Thời gian sẽ phủ lên đầu của ta những lớp tro bạc, hơi mất ta rồi sẽ mờ đục. Môi đỏ của ta sẽ úa màu, và hai bàn tay đẹp đẽ thế này sẽ co quắp lại như những que củ khô mà thôi. Thời gian tàn phá hao mòn, thân như chiếc lá khô còn chữa tu. Còn lo kết quán cu tù, thế gian này chẳng cuộc tù chẳng sai. Thế gian này cuộc tù chẳng sai. Những ân tình bạc tiền cũng cùng danh vọng đã phai dần như chiếc bóng hoàng hôn. Le lói cuối cùng rồi điểm tắt, kết cuộc rồi chỉ một nắm mồ chôn. Chứ mình suy gặp như vậy đó, tự nhiên sẽ sửa chính mình. Bây giờ nữa, chắc rồi, ấn chương rồi, nhanh chóng rồi, khóa 12 chuẩn bị kết thúc rồi. Mình tích lũy được cái gì đáng tích lũy, không góp được gì đáng không góp, không có nhỡ nhơ được nữa. Khóa 13 thì còn có thể là đúng đỉnh, không thả, động đảnh chứ, động đảnh. Còn khóa 12 này không còn động đảnh được rồi, đúng không? Vậy đó, giờ nó hết rồi. Cho nên là không có thời giờ để mà mình có thể nhàn rỗi nữa. Cho nên khóa 12 á, tại sao hôm nay tôi tặng cái bài báo này cho khóa 12? Tại vì những cái bài giảng chủ nhật như thế này á, bây giờ đâu còn bao nhiêu nữa, hết rồi. Bây giờ chuẩn bị khóa 14 nó vô, là nó đẩy khóa 12 đi. Cái xô đi ra ngoài cho nó vô, nó ở, nó dành, nó ở chỗ nó ở. Đúng không? Thì cuối cùng hội đồng điều hành mới ngưng lại. Mà 3 tháng đi nhận tăng sinh trên đi sinh là chờ vô đơn. Xong rồi mới nhận. Bách niên đại thọ bạc tiền nào mua nổi, biển ngọc rừng vàng sao tránh khỏi là nua. Lời thánh nhân nhắc nhở lễ mừng, ngắn ngủi lắm giúp người nên ghi nhớ. Trong này các phát biểu của ngài Gautama, ngài là một vị thánh tăng thời Đức Phật. Thánh tăng thời Đức Phật tại sao để tu? Tại vì đó ngắn ngủi lắm kiếp người nên ghi nhớ. Tại sao đi tu? Tu là sửa. Mà sửa ai? Sửa mình. Chứ không đi tu là sửa người khác. Thứ năm là mã. Sửa chính mình là gì? Trở về với chính mình, quan sát thân khẩu ý của mình. Đó là phương pháp sửa chính mình. Và phương pháp sửa chính mình này tức là tứ niệm xứ: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Niệm là theo dõi, quan sát, thấy rõ ngay trong hiện tại, gọi là niệm. Thấy cái gì? Niệm thân là thấy rõ cái thân, niệm thọ thấy rõ cái thọ, niệm tâm thấy rõ cái tâm, niệm pháp thấy rõ các pháp. Và trên cái niệm xứ này trong kinh Trung Bộ
quý vị tự về mở ra đọc cho kỹ. Tức là sửa chính mình, tức là tu theo cái điều sứ. Tại vì cái chủ nhật này á, trong bốn kỳ thì hòa thượng viện trưởng bảo chúng tôi là giảng về kinh nguyên thủy, nói về những cái điều về nguyên thủy, tôi chỉ nói nguyên thủy thôi. Còn ba kỳ kia thì quý vị có nghe kinh đại thừa, những cái kinh khác, đó là quy định của hòa thượng chứ thượng như vậy. Còn quý vị quan hệ cho vì về đọc kỹ cái bài kinh tứ niệm xứ, thực hành ở đó, tức là sửa được chính mình. Tôi sáu là mã, tôi năm là mã thì nói chung vậy thôi. Kết quả của việc học Phật để sửa chính mình chứ không phải để sửa người khác như thế nào, kết quả của nó. Học Phật để sửa cho chính mình, làm cho tâm ngay ngắn, làm cho tâm ngay ngắn. Học Phật cho nên mình biết lại Phật, lại Phật. Lại Phật không phải cong lưng mà buông bỏ ngã mạn. Học mình biết rồi cho nên mình sửa chính mình, là tại vì mình ngã mạn, bỏ mạn. Mình lại Phật không phải để mọt lưng xuống mà để bỏ ngã mạn. Niệm Phật không phải tính số lần mà làm cho thanh tịnh thân tâm. Xả không phải xá, xá chào đó, xá chào không phải chắp tay vá chào mà cung kính đối phương. Xá chào không phải chắp tay lại mà là kính trọng đối phương và kính trọng đối tượng, là sửa chính mình, sửa cái ngã mạn của chính mình. Định không phải ngồi yên bất động mà đối cảnh vô tâm. Tâm đó là tâm tham sân si. Khi có cảnh tới mà tâm tham si mình không có, đó là định, định, định tâm. Hỷ không chỉ nét mặt vui tươi mà thân tâm tư thái. Tu không chỉ buông bỏ dục vọng mà là tâm không ích kỷ. Bố thí không chỉ từ bỏ mà chia sẻ tình thương. Học Phật pháp không phải tích lũy kiến thức mà thực hành vô ngã. Thì tôi kết tục cái câu cuối cùng này. Mình học Phật pháp, quý vị nghe cái chuyên đề về vô ngã, quý vị thi tuyển sinh ôn cái bài thi về vô ngã, nhưng trên thực tế chúng ta không thực hành pháp vô ngã. Trên học Phật là để thực hành pháp vô ngã, để sửa chính mình. Học vô ngã nhưng mà mình không sửa được chính mình thì mình không gọi là vô ngã được. Thưa quý vị, kết quả của việc học Phật để sửa chính mình được thể hiện trong phần đầu của bài kinh Tứ Niệm Xứ. Tát ta năng xuất thi gia đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh. Tô ca bồ đề hoa năng samati vượt cầu não. Tô manasa năng attagamaya diệt từ khổ u. Nha ya sa adigamaya thành tựu chân tri. Niết bàn sa sắc chi kiriya ya chứng ngộ niết bàn. Như vậy tu sửa chính mình bằng tứ niệm xứ thì tâm được thanh tịnh, thanh tịnh trên chúng sanh, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là kết quả của người tu sửa chính mình chứ không sửa người khác. Và đương nhiên là học Phật để sửa người khác thì kết quả thế nào? Thứ nhất là gây quan trái quan thù, gọi là quan gia trái chủ, quan trái quan thù. Thứ hai, kiếp này quan trái, kiếp sau tiếp tục quan trái. Và vì sự quan trái đó cho nên chúng ta tiếp tục luân hồi để mà tìm giải quyết cái quan trái đó. Học Phật để sửa người khác như gì biết, cùng sân hận, cả hai cùng xấu xí kiếp này và cả hai cùng xấu xí kiếp sau. Còn học Phật để sửa chính mình thì được xinh đẹp, được giải thoát. Bằng số xá la mã này đề cập đến kết quả của việc học Phật để sửa chính mình chứ không phải sửa người khác. Chúng tôi cũng chỉ soạn nhiều thôi.
Và cuối cùng là phần kết luận. Phần kết luận này thì thường lớp bình thường nó để là nó sẽ tóm tắt lại tất cả những điều đã nói, nhưng mà thì giờ nó hết rồi, cho nên quý vị tự tóm tắt lại. Tuy nhiên trong cái phần kết luận này tôi chỉ nói hai ý thôi. Phần tóm tắt lại là cái phần đó nên nói chưa như thế đất rồi thì tự tóm lại. Còn cái phần hai ý mới mà tôi muốn nói cho quý vị, thứ nhất là giáo pháp Đức Phật tới 84.000 pháp môn, 84.000 pháp môn. Cho nên giống như là 84.000 cái thang thuốc, 84.000 cái loại thuốc khác nhau mà trị bệnh như chúng ta. Do đó quý vị phải chọn cái pháp môn nào mà trị được bệnh cho chúng ta thì quý vị chọn. Đây là quyền quyết định của chúng ta, chứ không phải 84.000 pháp môn này chúng ta chọn hết, mà quý vị chọn lấy cái pháp môn nào mà nó giúp cho chúng ta được giải thoát, được an lạc, được thanh tịnh ngay trong hiện tại và giải thoát thành Phật ngay trong đời sau. Quý vị chọn cái pháp môn đó mà tu tập. Cũng giống như ý thứ hai, cũng giống như là một trong một bữa tiệc buffet vậy đó, tức là một tiệc buffet nó có hàng ngàn món ăn, hàng trăm món ăn, có nhiều nơi họ chọn, tôi nhớ là có khi 200 món ăn một cái đại tiệc buffet vậy đó. Thì bắt đầu tôi đi qua món này, bỏ qua như khi gọi là về sắc Hàn Quốc kỳ rồi đó, ở chùa Tam Trúc đó, họ chọn ra toàn là món ăn rất nhiều, nhưng mình đâu có thể ăn hết được, cho nên tôi đi từng bàn một, tôi đấm cái bàn này rồi cho qua. Bàn thứ hai gắp miếng bỏ vô dĩa. Bàn thứ ba vân vân. Tôi thấy có những người tôi để ý nha, có người họ chiên cái rau thôi ăn rau, có người họ chiên tàu hũ, có người họ chiên trái cây ăn cây, có người họ lấy chút xíu cơm, có người họ đi qua chỗ cái súp thôi. Tức còn nguyên một cái hàng trăm bơ, cái món ăn này họ ăn cho nổ, ăn cho hết. Ý của tôi nói là gì? Là vì học viện nhiều môn để cho nó hoàn thành cái chương trình để nó tốt nghiệp. Nhưng cuối cùng là vì tự quyết định là phải chọn cái môn nào, thằng nào nó cần thiết cho mình. Nhất là nó giải quyết cho mình cái tu hành để giải thoát phiền não. Phải chọn môn đó thì trong cuộc đời quý vị sẽ không hối hận, trong tương lai quý vị sẽ an lạc hơn. Và khi mà chúng ta nhắm mắt lìa đời, chúng ta không vô tiếp. Từ toàn thể vị tăng ni sinh hôm nay cũng là một cái nhân viên, chúng tôi cũng tình cờ được đọc cái tiêu đề này và trình bày cái bài pháp này để cho gửi đến quý vị như một món quà tinh thần, như một cái viên thuốc bổ ít nhiều gì đó tặng cũng vào và tiếp tục hành trình của khóa 12 và khóa 3 cho đến xong cái chương trình. Cái tâm nguyện của quý vị đến đây để học tu thì những cái điều trình bày chúng tôi là để giúp cho quý vị thêm một phần nhỏ bé trong cái hiểu biết về Phật pháp, thêm một phần nhỏ bé trong cái kinh nghiệm tu hành của chúng tôi, mà quý vị là bắt đầu khởi đầu, chúng tôi là cái phần kết thúc, tức là quý vị là cái người bắt đầu học, còn chúng tôi là bắt đầu là kết thúc rồi, kết thúc cuộc đời rồi. Quý vị mới bắt đầu cuộc đời đâu, còn chúng tôi là kết thúc cuộc đời. Trên những cái gì như hòa thượng Diễm Trưởng, các hòa thượng Phó Diễn Thường Trực mà có mặt ở đây để giúp cho quý vị những kinh nghiệm tu hành của mình, những kinh nghiệm học Phật của mình, và những lời phát biểu này nó có giá trị thực tế, nó không phải là giá trị lý thuyết. Mong quý vị cũng quan nghĩ đón nhận và biến thành một món ăn quý giá của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Alo, 1, 2, 1, 2, 3. Quý vị nghe rõ à? Xin chào Huynh Nguồn Cội, xin chào cô Tu Nữ Khe Ma, xin chào Sích Nguyễn Hằng, xin chào Sích Diễm Nguyễn, xin chào Sích Meta, xin chào Sích Như Quang. Sích Như Quang ơi, cho xin bài học 231. Hôm nay Sích Meta vô trễ ha, mặc dù vô sớm nhưng bận công việc gì đó, rồi đến lại với đạo tràng thì lúc đó là 4:10 rồi.
cho nên cái thời gian lễ bái tam bảo rồi cái thời gian mà coi như thọ trì quy giới thì hôm nay chúng ta xin thông qua ha. Quý vị thông cảm nếu mà bây giờ xin giới ha, hoặc là chúng ta tụng kinh tam bảo thì nó không đủ thời gian, thì mong quý vị thông cảm ha. Còn lại có 6 phút vậy thì trong 6 phút này chúng ta thấy sự sinh hoạt của cái room này khi mà thiếu xích như quang, thiếu xích nhược quỳnh với là học Pali mà thiếu những người đó thì thấy không thể diễn đạt được nó rõ ràng cái ý nghĩa của từng từ, nhất là từ vựng. Quý vị học thì phải hiểu, nhưng mà bây giờ học mà không có sự hỗ trợ, và chúng tôi thì trên cái phần này một mình mà vừa làm cái này và vừa làm cái kia thì nó bị phân tâm. Cho nên quý vị coi như là khi đến với cái room này Bali cũng là khó rồi ha, nhưng mà bây giờ thiếu sự hỗ trợ thì quý vị rất là khó tiếp thu. Thì mong quý vị thông cảm ha. Khi nào mà có xích nhật quỳnh ha, có xích như quang hoặc là cả vị nào hỗ trợ dùng cho chúng tôi thì chúng tôi mới phát triển được. Một cái bàn tay thì không vỗ nên cái tiếng kèn, mà hai cái bàn tay thì có thể làm cho cái tiếng kèn nó phát động được. Một con én thì không làm nổi mùa xuân, nhưng mà nhiều con én thì chúng ta thấy mùa xuân xuất hiện ha. Thì như vậy phải có sự hỗ tương lẫn nhau. Mong quý vị thông cảm, bởi vì đây là một cái môn học mà chúng ta thấy rằng hơi khó ở tiếng Việt của chúng ta không thôi, mà nó cũng lắc léo nữa. Huống gì Pali là tiếng của chư Phật mà chúng ta hữu duyên mới được học, mà thời buổi bây giờ thì ác pháp nó tăng trưởng mà thiện pháp nó giảm thiểu, cho nên học nó cũng gặp rất là nhiều trở ngại. Vậy thì quý vị hoan hỷ thông cảm ha. Còn 4 phút nữa, quý vị có thể có ý kiến gì không? Đây là trong cái trường hợp chúng ta ít người chưa tới giờ sinh hoạt thì còn 4 phút nữa, đó là thời gian chúng ta xích lại gần nhau để có sự thông cảm. Và khi cảm thông nhau rồi thì nó dễ. Còn nếu mà coi như chúng ta luôn luôn đề cao cảnh giác thì sự thông mật không phát sanh, và chúng ta có người xa cách. Quý vị nghĩ như vậy có đúng không? Vậy thì còn 3 phút nữa, quý vị có ý kiến gì không? Cái phương pháp học như thế này có trở ngại gì hay không? Rồi xin Kim có ý kiến nè. Con xin kính chào sư Di Đức, các cô tu nữ và quý Phật tử. Thì sư cứ nói thôi rồi biên thôi, còn mấy cái câu đó thì con đánh máy được cái từng câu, sư nói câu gì đánh máy từng câu ra thôi. Sư cứ nói giống như lần trước vậy đó. Thì nói thôi, con học được mà. Con với ý kiến thôi, thì sư cứ theo cái của sư sư làm đi. Rồi những câu thì con đánh máy vô, con bỏ trong iPhone, con thôi bỏ vô con đánh lên. Được cái nào nữa thôi. Dạ, con chỉ có ý kiến vậy thôi. Con xin cảm ơn những nè. Sa thu chứ kiếm. Mỗi người mỗi ý kiến, và nhiều ý kiến như vậy thì chúng ta mới thấy được sự thật ha. Bởi vì bây giờ thì nó cũng xô bồ xô
những cái chuyện nó rắc rối mà bây giờ chúng ta không giải quyết một cách nhất trí với nhau thì nó có những cái trường hợp cãi nhau, bất đồng tư tưởng. Cho nên chúng tôi trưng cầu ý kiến để thấy rằng những khuyết điểm nào mà chúng tôi vấp phải thì quý vị bổ sung dùng để khi đến cái room này chúng ta có được một cái sự thông thoáng, có được một cái quy củ và sự sinh hoạt của chúng ta không có bị động. Cảm ơn ý kiến của thực tiễn, tức là với sự hỗ trợ theo khả năng của mình thì quý vị cũng nên đóng góp, nhất là trong vấn đề học chúng ta tích cực một chút. Còn nếu mà cầu an, quý vị vô chỉ nghe và coi như không có nhiệt tình thì làm sao mà tiếp thu được. Quý vị cố gắng đến với cái room này với một cái micro, với một cái âm thanh tương đối, để rồi khi chúng ta thể hiện qua bài học hoặc là những cái sự thắc mắc về Phật Pháp, gặp được Ngài Liễu Tông mà chúng ta chỉ nghe không hỏi, mà nghe cũng có sự thắc mắc trong đó, trong phần nghe rồi cái chúng ta tiếp thu hết tùy theo căn cơ trình độ. Cho nên chúng ta nghe rồi nó khởi lên những cái tư tưởng, những sự hoài nghi thì chúng ta phải đả thông. Mong quý vị coi như có được một cái micro ha, để rồi một cái bàn tay nhanh nhẹ, một bàn tay rất nhanh, mau mắn để rồi đưa lên để giải quyết những vấn đề mà vướng mắc, những cái vấn đề mà trăn trở, thì như vậy chúng ta mới thông thoáng trong sự tu tập. Alo, bây giờ là 4:30. Thời gian này chúng ta đi vào bài học. Và trước khi đi vào bài học, câu 21 xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Rakanatayasa vanda mi Putho mahesi yarang tathagato lo kutamo sattaro hiche tathu lo kasya sathai chanadam mapu vido vanda mahantang narapu chanayakang. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trai trăng, tôi thường giáo chủ chứ năng vô lượng, tử đế Ngài để tin tưởng, thông minh dạy bảo dân lương thoát trần, con lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cũng dường. Tam mô bát đi bồ viết tá sơ sát thu nô lô ca nam an thá sơ vi na ca cô bạn nhu bút học bát đi phù ti sanh nhã tu văn đà ma hành tăng na ra phù cha này giác cần pháp bảo với như ánh vàng như là soi sáng vạt màng bộ minh phá tan làm đặc bụng sinh đại dương Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin lễ lễ pháp quang đảng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khu su thô su khát tá sát sa quát cô sát kha su ca mô quát ra thầm mát sát khát cô nín đa bát sẵn sa đi a na đa rô quát rô quan đa ma hành tăng na ra phù. Cha này giác cần Tăng Bảo trên con Phật Đà tâm học môn rõ để mà thoát thân, các ngài thanh tịnh lý trần xa lệ tiểu pháp phàm nhân ai bị. Con xin đại lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratanatayate che nasikha me e tuva thanan tasa bi alupa we nasahasa ye nasichatu. Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thà Dạ. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong, bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 231 cài giáp bắc cô bằng rất khay nha. Cài giáp bắc cô bằng rất khay nha.
đa dắp ba cù băng rất hay nhá. Câu đầu tiên chúng ta có hai từ, ca dắp ba cù băng là một, rất hay nhá hai. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của hai từ này. Ca dắp ba cù băng do hai từ, tức là cái từ ca nhá được cộng với bác cô bằng chữ ca giá, thì quý vị biết nó là một danh từ nam tính akrantapumlinga. Ca giá có nghĩa là cái thân thể của chúng ta, ca giá là cái thân ha. Rồi cái từ bác cô bằng, bác cô bằng do cái từ bác cô bác, bác cô bác nó cũng là một danh từ nam tính akrantapumlinga. Bác cô bác có nghĩa là sự phẫn nộ, sự tức giận, sự phẫn nộ, tức giận. Nhưng mà chữ bác cô bác này được chia theo đối cách số ít, đối tỷ gia quy pháp tí e cao quá chẳng hạn, cho nên bác cô ba biến thành bác cô bằng. Vậy thì hai từ ca giá dính liền với bác cô bằng do cái vấn đề lô pô và sanh thí, tức là xóa và ráp chữ. Thì trong chữ này chúng ta phải thêm vô một chữ, chữ B nữa, cho nên đọc là ca dắp bác cô bằng, ca dắp bác cô bằng, có nghĩa là sự phẫn nộ của thân, phẫn nộ của thân. Cái từ ca dắp bác cô bằng. Là thắng bắc cô băng do cái từ bắc cô ba, sự phân nội sự tức giận. Hai từ này đi chung nó biến thành ca dốc bắc cô băng, là sự phẫn nộ của thần. Sa thủ xích như hoàng mới chào cô tu nữ phúc hạnh vừa đến với pháp hội. Rồi cái từ sau rất hay giá, rất hay giá do cái động từ rất hạt tí, rất hạt tí, và căn ngữ của rất hay giá tức là chữ rất. Đây là một động từ số ít. Rất hay giá nên phòng hộ, nên bảo vệ, nên phòng hộ, nên bảo vệ. Rồi, như vậy thì câu đầu tiên này cho chúng ta ý nghĩa ca dắp bác cô bằng rất hay nhá, ca dắp bác cô bằng rất hay nhá, nên phòng hộ sự phẫn nộ của thần, nên bảo vệ sự phẫn nộ của thần, nên phòng hộ sự phẫn nộ, nên canh chừng sự phẫn nộ của thân. Vâng, rồi xà thủ. Bây giờ chúng ta đến câu số 2. Câu số 2, ca dê na sang vũ tô si ya, ca dê na sang vũ tô si ya, ca dê na sang vũ tô si ya. Câu số 2, chúng ta có 3 từ. Ca dê na là 1, sang vũ tô là 2, si ya là 3. Chữ ca dê na cũng giống như chữ ca giá ở trên ha. Ca dê na ở đây nó là cách chia thứ 3. Ta tỷ giá vì phát tí ê ca quá trình á, chữ ca giá nó biến thành ca dê na, có nghĩa là về bởi thân, về thân, bằng thân. Rồi từ thứ 2,
bởi thân, bằng thân, về thân, từ ca diện ha. Và từ thứ hai, sân vũ tô, sân vũ tô. Ở đây chữ phân sân vũ tô là một cái dạng quá khứ phân từ nam tính, do tiếp động ngữ sân, tức nghĩa là cùng, tự mình, hoàn toàn ha. Tiếp động ngữ sân. Và chữ vũ tô và căn ngữ quá, tức nghĩa là cản trở, ngăn che, cản trở, ngăn che. Vậy thì quá khứ phân từ này nó nằm ở cái dạng số ít ha, nằm cái dạng số ít, và nó đứng trong cái trường hợp chủ từ, chủ từ, có nghĩa là bạch tham án e câu bạch chân áo việt phát tí. Sân của tôi là người đã được thu thúc, cản trở, ngăn che, thì bậc giáo từ gọi là thu thúc, đã được thu thúc. Sân cùng tự mình hoàn toàn, vũ tô cản trở, ngăn che, người đã trong vai Trích Như Hoàng viết theo kiểu Huế, đã được thu thục, là chữ đã chứ, rồi đã được thu thục. Rồi bây giờ chữ si gia ý nghĩa thế nào? Si gia lên tầng, nên là, nên trở thành, nên là. Như vậy câu số 2 này, ba từ này cho chúng ta ý nghĩa cái về nó sân vũ tô si già, cái về nó sân vũ tô si già, nên là người đã được thu thúc về thần, nên là người đã được thu thúc bởi thần. Rồi bây giờ chúng ta đến câu số 3. Câu số 3 Cài giá đốt cha rị tăng hít tòa, cài giá đốt cha rị tăng hít tòa, cài giá đốt cha rị tăng hít tòa. Câu số 3 chúng ta thấy hai từ cài giá đốt cha rị tăng, cài giá đốt cha rị tăng đó là chữ đầu tiên, và hít tòa là cuối cùng. Chữ cài giá đốt cha rị tăng ở đây chúng ta thấy hai từ đi chung với nhau ha. Chữ ca giá là thân ha, nó là một danh từ nam tính. Rồi đút cha rị tăng, đút cha rị tăng, thì chúng ta thấy tiếp tục đú nó ở phía trước, cái chữ cha rị tá, thì chữ đú này có nghĩa là xấu đã. Cha rì tăng do cái từ cha rì tá nó là một danh từ trung tính, ác lệnh tá nó cùng sát cả linh gia. Cha rì tá có nghĩa là hành động, là hành vi, nhưng mà chữ cha rì tá này nó được chia theo đối các số ít, đối kỳ giáo quy pháp tí ê cao quá trình á, cho nên chữ cha rị tá này đã biến thành cha rị tăng. Cha rị tăng là đã được thực hành, đã được thực hành, nó đứng trong cái dạng quá khứ phân từ. Vậy thì ca giá đút cha rị tăng, hành động ác, hành động ác của thân, hành động ác của thân,
sâu an, cha vị tăng là hành động hành vi, cha gia đút cha vị tăng hành động ác của thần, và chữ cuối cùng là hết toa, hết toa. Đây là một cái động từ quá khứ. À, chữ động từ này tức là từ bỏ, à, tiêu diệt. À, chữ hết toa đây có nghĩa là sau khi đã bỏ lại, sau khi từ bỏ, sau khi đã bỏ lại, sau khi từ bỏ. À, như vậy thì câu số 3 này, kaya đốt cha rị tăng hết tòa, kaya đốt cha rị tăng hết tòa, thì cho chúng ta ý nghĩa sau khi từ bỏ hành vi xấu xa do thân, hay là sau khi từ bỏ hành vi xấu do thân ác hạnh đó. Sau khi từ bỏ hành vi xấu của thân, bằng thân bởi thân thì cũng được ha. Như vậy là câu ra chúng ta thông qua. Còn câu cuối cùng, ca dê na su cha vị tăng cha rê, ca dê na su cha vị tăng cha rê, ca dê na su cha vị tăng cha rê. Câu cuối cùng chúng ta có được ba từ, ca dê na là một, su cha vị tăng là hai, cha rê là ba. Chữ ca dê na là bằng thân bởi thân, do cái từ ca giá và cái chia thứ ba ta tỷ gia quỷ pháp tỷ e câu quay trả na, ca giá biến thành ca dê na, bởi thân bằng thân về thân ha. Nha chữ rồi, cái chữ số 2, su cha rị tăng, su cha rị tăng. Tiếp đầu ngữ su này có nghĩa là tốt đẹp, khéo léo. Chữ su là thiện, là tốt đẹp, là khéo léo. Rồi cha rị tăng do cái từ charita, charita là một danh từ trung tính, akalantana pung sakalinga, charita có nghĩa là hành động hành vi, hành động hành vi. Vậy thì số charita, charita ở đây được chia theo đối cách số ít ha, tức là đức tỳ gia quỷ pháp tỷ e câu quá trình á, cho nên chữ charita nó biến thành charitang. Su charitang có nghĩa là hành vi tốt đẹp, hành vi tốt đẹp. Su cha rị tăng, su là tốt đẹp, khéo léo, cha rị tăng là hành động hành vi nha. Rồi. Và chữ cuối cùng của câu số 4, cha rê. Cha rê do động từ cha rạ tí, có nghĩa là sống, thực hành, đi lang thang. Và cha rê ở đây, cha rê ở đây, ý nghĩa của nó là thực hành sống, thực hành sống. Như vậy cha rạ tỷ rồi, như vậy thì câu số 4 này, ca dê na su cha rị tăng cha rê, ca dê na su cha rị tăng cha rê. Câu này cho chúng ta ý nghĩa nên thực hành hành vi tốt đẹp do thân.
nên sống nên sống có hành động tốt đẹp về thân. Rồi nên thực hành hành vi tốt đẹp về thân, có chữ ca giá nữa à. Tốt đẹp về thân nha. Rồi xà thụ nên sống có hành vi tốt đẹp về thân. Rồi như vậy thì ý nghĩa từ vựng chúng ta không qua và chúng ta có được một ý nghĩa tương đối. Nên kinh phòng sự phẫn nộ của thân, đây là người đã được thu thúc về thân sau khi từ bỏ hành vi xấu ác do thân, nên thực hành hành vi tốt đẹp do thân. Xin lặp lại ha. Nên kinh phòng sự phẫn nộ của thân, nên lời đã được thu thúc về thân sau khi từ bỏ hành vi xấu xa do thân, tức là thân ác hạnh, nên thực hành hành vi tốt thiện hạnh do thân. Này qua thượng giới đức đã phổ thơ lục bát thế này: giữ thân phải biết canh phòng, gìn thân bảo vệ hết lòng nay mai, xả ly hành ác mới tài, trang nghiêm thân hạnh hỡi ai mặc dầu. Giữ thân phải biết canh phòng, gìn thân bảo vệ hết lòng nay mai, xả ly hành ác mới tài, trang nghiêm thân hạnh hỡi ai mặc dầu. Đó là lời dịch của ngài Hòa thượng Duy Đức bằng song tác lục bát. Còn riêng ngài Hòa thượng Minh Châu với cái lời thơ ngủ ngon ha: nhìn thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác, với thân làm hạnh lành. Ngài Hòa thượng Minh Châu dễ hiểu hơn ha. Giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác, với thân làm hành lành. Rồi như vậy thì phần ý nghĩa từ vựng chúng ta cũng đã xong. Về âm thanh thì quý vị nghe tương đối ổn định không? Lớn nhỏ thế nào hay là vừa nghe? Alo, để cho biết âm thanh tốt hay là xấu. Rồi, không ai chịu nghe hết thôi. Bổn phận phải nói nghe luôn tiếng chó số hả? Thôi, không được. Học là học, chó bảo hoàng bền. Chứ bây giờ nghe tiếng chó sủa là tự ý khi dễ nghe. Rồi học kinh không lo học, nghe tiếng chó chứ không phải nghe tiếng người, cái đó là thất bại á. Chính xác ha, không phải chính xác cái chỗ này ha. Nếu cần thì đóng cái cửa lại, đóng một chỗ mà nó yên hơn. Nghe rất rõ rồi, tốt. Rồi trở lại bài học ngày hôm nay, chúng ta đi vào cái vấn đề trường âm và đoạn âm để có được một cái giọng đọc tương đối ổn định ha. Tức là quý vị phải tự tin ha, đây là trắc nghiệm để coi quý vị còn nhớ hay là đã quên. Ca giáp bất cô bằng rất hay dạ, ca giáp bất cô bằng rất hay dạ, ca giáp bất cô bằng rất hay dạ. Rồi câu đầu tiên này quý vị thấy tất cả bao nhiêu âm từ để chúng ta xếp nó thuộc vào loại gì, loại thơ. Cũng như Việt Nam thì ngài Hòa thượng Minh Châu dịch là ngũ ngôn là 5 chữ, nhưng mà ngài Hòa thượng Giới Đức là song thất lục bát, cái thế người là 6-8. Thì ở đây chúng ta phải xác định lại câu Phật ngôn này.
nó thuộc về cái loại bao nhiêu chữ? À, quý vị cho biết đó là 8 ha. À, cách đếm này để biết đó là 8 này. Chữ K là 1 ha, chữ Dấp là 2, chữ Bác là 3, chữ Cô là 4, chữ Băng là 5, chữ Rắc là 6, chữ Khay là 7 và chữ Nha. Chính xác đó là 8 âm từ. Trong 8 âm từ này thì quý vị thấy có bao nhiêu trường âm? Có bao nhiêu trường âm? Wow. À, chị Kim ha, chị Kim nói có 6, chị Dung Nguyễn cũng nói 6 luôn ha. Có 6 trường âm. Chữ K là 1, chữ Dấp là 2, chữ Cô là 3, chữ Băng là 4, chữ Rắp là 5 và chữ Khay là 6. Này chúng ta đọc kéo dài ra cho nên gọi đó là 6 trường âm. Trong 6 trường âm này thì nó nằm vào trong bao nhiêu loại trường âm? À, nó nằm trong bao nhiêu loại trường âm? À, chị Kim và chị Trung Nguyễn, nó nằm trong 3 loại trường âm. Trong 3 loại trường âm đó thì trường âm thông thường có được mấy? Trường âm thông thường có được bao nhiêu? À, chị Kim, chị Trung Nguyễn nói rằng có 2, đó chính là chữ K và chữ Cô. Chữ K và chữ Cô đó là 2 trường âm thông thường. À, rồi trường âm đọc theo giọng nguyên âm có được bao nhiêu? Trường âm đọc theo giọng nguyên âm, à, chị Kim và chị Trung Nguyễn cũng tới Kim luôn. À, chị nói có 1, đó là chữ Băng. M có dấu chấm, đó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bởi vì trước chữ M có dấu chấm là chữ A. A là một nguyên âm đoạn âm. A, I, U đi trước M có dấu chấm thì chúng ta gọi là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Rồi chỉ có 1, đó là chữ Băng. Rồi bây giờ còn một loại trường âm nữa, đó là trường âm nhắn có được bao nhiêu? Trường âm nhắn có được bao nhiêu? À, chị Kiềm nó có 3, chị Dung Nguyễn cũng nói 3 luôn. Tức là chữ Dấp là 1 nè ha, chữ Rắc là 2, chữ Khay là 3. Tại sao gọi là trường âm nhắn? Bởi vì cái nguyên âm A, I, U, à, nó đứng trước 2 phụ âm ghép. Chữ A đứng trước 2 chữ B. À, chữ A nó đứng trước 2 chữ K. Và chữ E nó đứng trước 2 chữ Y correct dài. À, thì đó, khi nào mà có 2 phụ âm ghép đi theo sau những nguyên âm thì chúng ta đọc kéo dài ra gọi là trường âm nhắn. À, như vậy thì cái câu đầu tiên này, à, chúng ta thấy một câu có đầy đủ 3 loại trường âm ha. Trường âm thông thường là chữ K, chữ Cô. Trường âm nhắn là chữ Dấp ha, chữ Rắc ha, chữ Khay. Đó là trường âm nhắn. Và trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ Băng. À, như vậy thì quý vị cũng đã giải quyết xong vấn đề. À, nhưng mà ôn lại để chúng ta dễ nhớ, mặc dù chát lên như vậy nhưng mà rồi khi cầm micro nói thì chúng ta có lập trường duy nhất hay không, hay là chát lên là một chuyện, nói là một chuyện khác. À, rồi còn thêm 2 đoạn âm nữa thôi, còn thêm ở đây có nghĩa là có 2 người tham gia trong câu số 1 chứ không phải là 2 đoạn âm. Đây, mời sĩ Trung Nguyễn ôn lại ha, ôn lại câu này, bởi vì chính Trung Nguyễn cũng tham gia nè, bây giờ xác minh lại cái thành quả của mình. Rồi mời sĩ Trung Nguyễn ha.
Dạ, con kính đảnh lễ ông Đức Ba Ngôi Tam Bảo, ông Đức Phật, ông Đức Pháp, ông Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức ạ. Dạ, con kính chào quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào các cô chú trong đạo tràng. Dạ, con cảm ơn cô Như Quang và cô Kim đã cho con biết tín hiệu ạ. Và con xin phép được phân tích lại cái câu số 1. Ca dắt bác cô bằng rất khỉ dạ. Rất khi giá ca dắt bác cô bằng rất khi giá ca dắt bác cô bằng rất khi giá. Dạ, câu này thì có ca là trường âm thông thường, dắt là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, cô là trường âm thông thường, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rắc là trường âm nhấn, khi là trường âm nhấn, giá là đoạn âm. Và trong câu này thì có ba loại trường âm. Trường âm thông thường là chữ ca và chữ cô. Trường âm nhấn là gồm chữ rắc, chữ rắc và chữ khi. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ băng. Và hai đoạn âm đó là chữ bá và chữ giá. Dạ, con đã phân tích xong rồi ạ. Con có sai thì con kính xin Ngài sửa giúp cho con. Dạ, con kính dâng mít đến lại cho Ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thủ xin dùng nguyện. Mặc dù ở trên phân tích như thế nào cho số nào không cần biết, nhưng mà sĩ số cá vô là thấy đúng hoàn toàn, cho nên tặng ba cành hoa liền ha. Sĩ số cá vô sao, nhưng mà nghe phân tích như vậy thì còn gì để mà coi như là sửa sai. Riêng sĩ kim là tặng bông hoa cả một đống luôn. Như vậy thì xin chúc Nguyễn ha, tiến bộ rất là nhiều. Mới đến đạo tràng không bao lâu ha, và bây giờ coi như đã nắm được căn bản, cho nên rất là tự tin. Và lấy phân tích như vậy thì tuyệt vời. Sa thủ xin chúc Nguyễn. Ca dấp bác cô bằng rất hay nhá. Chừng nó quá giỏi luôn ha. Rồi, cái câu này là một câu có đầy đủ ba loại trường âm ha. Trường âm thông thường là chữ ca, chữ cô. Trường âm nhấn là chữ dốc, chữ rắc, chữ khay. Và trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ băng. Phân tích như vậy thì còn gì để mà nói nữa. Sa thủ xin chung nguyện rất là nhiều. Rồi bây giờ câu số 2, cài về nó sằng bút tổ si già, cài về nó sằng bút tổ si già, cài về nó sằng bút tổ si già. Câu 2, quý vị thấy âm thông thường có được bao nhiêu? Trường âm thông thường có được bao nhiêu? Bây giờ coi như là cũng là sĩ Kim với sĩ Trung Nguyễn tham gia ha. Nói rằng trường âm thông thường có thứ 4 luôn, có phải vậy không bà con? Sĩ Chu Ca khen người ta mà không biết cái này có đúng hay sai nữa, không dám ha, không dám khen, không dám tặng hoa. Nói là chính ra sĩ Kim nói chính xác, nhưng mà sĩ Chu Ca nó còn phải xét lại, cho nên chưa có ý kiến. Chữ ca là 1 ha, chữ dê là 2 ha, chữ tô là 3, chữ gia là 4. Chính xác đó là 4 trường âm thông thường ha. 4 trường âm thông thường. Rồi. Bây giờ chúng ta tìm trường âm nhấn có được bao nhiêu. Sĩ Kim ơi, không có. Sĩ Dung Nguyễn cũng bắt chước luôn. Ê, mà cái này đâu phải là bắt chước, chính xác chứ. Bởi vì không có trường âm nhấn thì cho số 0 là chính xác rồi. Vậy thì trường âm đọc theo giọng nguyên âm bao nhiêu? Sĩ Suka giờ mới tham gia.
trễ quá rồi ha. Trường âm đọc từ vọng nguyên âm có bao nhiêu sĩ số khá tìm cũng không ra nữa ha. Có một hả? À có một, như vậy là trước xếp dung nguyện với xếp kim rồi. Không, bây giờ sĩ số khá cầm cái câu phân tích lại câu này để cho người ta khỏi khi dễ nó là mình bật trước ha. Alo, mời bàn tay sĩ số khá câu số 2. Kìa, có người nhắc à? Không có, con không có nhắc nha. Xích số ca tự nhiên đi, rồi đưa tay cũng chậm nữa. Alo. Dạ, con cảm ơn cô Kim. Cho con biết tín hiệu. Dạ, cái điện thoại con nay làm sao nó cứ nhảy nó không lên được ạ. Dạ, con vừa về thoát ra con vào lại ạ. Dạ, con cảm ơn cô Như Quà. Hơi nhỏ ạ. Alo. Lớn chưa ạ? Alo, alo. Dạ, cảm ơn Dung Nguyễn. Dạ, con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Tha Ra, Nam mô Tham Ma Ra, Nam mô Sang Kha Ra. Alo, alo. Con kính nể lễ thượng tọa Chí Đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào với cô tu nữ, quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Và con xin phân tích đoạn số 2 của câu kinh Pháp Cú số 231 ạ. Ca je na sang vu to si ra. Ca dê na sang vu to si ra. Ca là trường âm thông thường, dê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vu là trường âm, vu là đoạn âm, to là trường âm thông thường, si là đoạn âm, ra là trường âm thông thường. Đoạn câu này có hai loại trường âm, là trường âm thông thường và trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Có bốn trường âm thông thường là chữ ca, chữ dê, chữ tu và chữ ra, chữ tô và chữ ra. Còn đâu là trường âm đọc theo giọng nguyên âm là có chữ sang, đá, vú, xín là đoạn âm. Dạ con đã phân tích xong, dạ con kính thỉnh sư lên mic ạ. Nam mô Bụt Tha Ra. Alo, 123123. Sư khá, cái vấn đề quan trọng là vấn đề âm thanh ha. Âm thanh có tốt quá thì chúng ta sinh hoạt coi như ổn định. Còn mà âm thanh trục trặc á thì cái vấn đề học của chúng ta cũng gặp nhiều trở ngại. Khi nghe chưa rõ thì nghe cái từ gì ớn chưa, rồi từ từ mới nghe cái âm thanh rõ ràng hơn. Và phân tích như vậy thì còn gì để mà nói. Lúc đầu thì hơi trục trặc ha, bên này sao tức là coi như phải điều chỉnh âm thanh để khắc phục. Để rồi khi chúng ta sinh hoạt, nhất là trong cái phần học này á, chúng ta phải thể hiện cái giọng nói của chúng ta nhiều hơn.
thì mong quý vị âm thanh tốt. Trở lại vấn đề thì cái câu số 2 cài về nó tăng vũ tổ si già ha. Vâng, thì cái câu này chúng ta không thấy có trường âm nhấn, mà chỉ có trường âm thông thường và trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm có một từ, đó chính là chữ sân. Trường âm thông thường thì chữ ca, chữ dê, chữ tô, chữ gia. Tức là chúng ta thấy ở đây có tất cả là 5 trường âm ha. 5 trường âm. Còn lại là 3 đoạn âm, chữ na, chữ vũ, chữ si. Như vậy thì Kha phân tích rất là chính xác. Rồi khi mà chúng ta có căn bản rồi thì đi đâu về đâu, khi đụng chuyện chúng ta cũng tự tin lên chính mình ha. Hôm nay trục trặc kỹ thuật ha, sẽ số khác nhưng mà cũng đã thể hiện tốt. Như vậy thì câu thứ nhất, câu thứ nhì chúng ta đã hoàn thành, và giọng đọc của chúng ta sẽ liên lạc giữa hai câu này. Ca yap bako bằng rắc thầy ya ca về na tầng vũ tổ si ya. Ca yap bako bằng rắc thầy ya ca về na tầng vũ tổ si ya. Cái cô kiếm này không chú ý mà cái cành này mấy con chó hả, có sữa không hoa hay con sữa gì kệ nó chứ. Còn bây giờ mình học là mình phải chú tâm vô đây, chọc lên câu không nghe cho sữa, làm phân tâm. Rồi ôn lại câu số 1, câu số 2 nè. Ca dắp bác cô bằng rắc thầy giác cài về nó tầng vũ tổ xí già. Ca dắp bác cô bằng rắc thầy giác cài về nó tầng vũ tổ xí già. Bây giờ đến câu số 3. Ca gia đốt cha rị tăng hít tùa. Ca gia đốt cha rị tăng hít tùa. Ca gia đốt cha rị tăng hít tùa. Câu này sao đây? Bao nhiêu âm từ trong câu này? Cũng là 8 nữa. Cũng là 8 nữa. Rồi có 2 người 8 rồi. Người thứ 3 cũng là 8, người thứ 4 cũng là 8. Ủa, tới 2 cô kim nè. 2 cô kim cho nên gọi là 2 số 8 gọi là bà 8 đó hả. Rồi cũng được đi, nhiều chuyện. Đương học không lo học mà lo chó sủa, không nghe chó sủa cũng thắc mắc. Rồi với 8 âm từ này chúng ta tìm hiểu nó thuộc vào trong bao nhiêu loại trường âm. Bao nhiêu loại trường âm nằm trong câu số 3? Có 3 loại trường âm ha. Không biết có phải không? Sĩ số khá mà tham gia nữa là chắc ăn. Khi nào mà sĩ đúc khá mà tham gia mới sợ ha. Còn số khá thì đây chắc chắn là an toàn. Có 3 loại trường âm nó nằm trong cái câu này ha. Bây giờ chúng ta chia kẽ ra để coi trường âm thông thường có được bao nhiêu đứa. Trường âm thông thường có được bao nhiêu? Chỉ có 2 ha. Chữ ca và chữ tòa. Chữ ca và chữ tòa là 2 trường âm thông thường ha. Rồi tìm được 2 trường âm thông thường rồi, bây giờ trường âm nhấn có được bao nhiêu? Trường âm nhấn có được bao nhiêu? Wow, sao người nói 2 người nói 1 thế này. Sĩ Trung Nguyễn nói 2, sĩ Kim nói 2, nhưng mà sĩ Xu Khá nó có 1. Có nghĩa sĩ Xu Khá 1, sĩ Đúc Khá là 1 nữa. Chấp nhận đó là bảo vệ lập trường của mình, nói là có 1 mà thôi thì chết ai là không chết. Là ai mà sống hoài không chết đâu, cái chết đó là một quy luật. Cho nên
hồi nào chết rồi tính sao. Bây giờ thì trong câu này tại sao nói trường hầm nhẫn ha, có bao nhiêu thì có vị nói hai, có vị nói một. Bây giờ phải có trọng tài chứ, không có trọng tài thì người ta họ nghĩ ồ bao che vinh vật. Thôi bây giờ mời Christina. Chị Duyên ơi, cái câu số 2 phân tích dùm đi, để cho bà con thấy rằng đúng sai thế nào, có trọng tài nhé. Alo, chị Duyên, rõ không? Hôm nay vô ngồi im ru à? Chị Christina. Rồi, thấy chỗ này bộ bên này, áo chai bên kia, chắc là không muốn trên đây ngồi im ru à? À, câu số 3, alo. Rồi, không, chị kê Duyên không lên à? Không lên thôi, bây giờ mời Sik Meta, câu số 3. À, đang làm. Thông cảm. Nhờ làm ăn của người ta mà lên cầm micro mà nói chuyện một mình, người ta tưởng là mình lên cơn mà con nhìn ra rồi ha, nhìn ra thì ai là không nhìn ra, nhưng mà có nhìn vô chính mình không? Nhìn ra là nhìn của chuyện khác, mà nhìn vô chính mình để thấy đúng và sai đó là chuyện khác. Cái này nhìn ra rồi, nhưng mà ai nhìn ra à, su khá hay là đúc khá à? Thầy có hai hả? Câu số 3 là câu có hai trường âm nhấn, chính là chữ đúc và chữ hít. Chữ đúc và chữ hít đó là hai trường âm nhấn à, chính xác chưa à? Rồi, trường âm đọc cái giọng nguyên âm có được bao nhiêu? Câu số 3 này, trường âm đọc cái giọng nguyên âm à, chỉ có một mà thôi, đó là chữ tăng à, nguyên âm đoạn âm, nguyên âm mà đoạn âm đó chính là chữ đứng trước chữ M có dấu chấm, cho nên chúng ta đọc theo nó là chữ tăng ha, chữ tăng đó là một trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Rồi, chính xác. Như vậy là câu số 3 quý vị cũng đã hoàn thành tốt đẹp ha. Còn gì rắc mực rối trong câu 3 không? Không có gì rắc rối ha. À, thái độ im lặng của quý vị chính là sự tán đồng. À, không rắc rối thì đến câu số 4, ca dê ná su cha vị tăng cha rề, trường âm có một rồi, đúng rồi, chữ M có dấu chấm là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tức là có một rồi. Rồi bây giờ qua câu số 4, ca dê ná su cha vị tăng cha rề, ca dê ná su cha vị tăng cha rề, ca dê ná su cha vị tăng cha rề. Câu này có bao nhiêu loại trường âm? Có bao nhiêu loại trường âm? Người ba, kẻ hai, người một. À, chiếc kim này làm rối đồ hình khi ba, khi hai ha. Thì bây giờ làm cho chiếc chủ Nguyễn cũng bất chước nữa. À, làm chiếc chủ Nguyễn bất chước. Chính cái bất chước đó là thất bại đó. À, hỏi câu này có bao nhiêu loại trường âm không? Người nói ba, người nói hai, người nói một. Tại sao Sĩ Trung Nguyễn nói một rồi chạy lên ba? À, cái này là tiền hậu bất nhất. Câu này do Sĩ Kim làm cho rối đội hình lên. Rồi mời Sĩ Trung Nguyễn phân tích câu số 4, ổn định lại lập trường của mình. À, xin mời. Dạ. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức ạ. Con kính chào quý bà quý cô tu nữ.
Dạ con kính chào đạo tràng. À, dạ con, cái câu này tự nhiên con cũng bấm nhầm, con cũng rối theo cô kia luôn. Dạ con phân tích lại cái câu số 4 này ạ. Ca danh là xuất cha rì tăng cha rì. Ca danh là xuất cha rì tăng cha rì. Ca danh là xuất cha rì tăng cha rì. Dạ ca là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. À, dê là đoạn âm, đá là đoạn âm, xú là đoạn âm, chá là đoạn âm, trí là đoạn âm, và tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. À, chá là đoạn âm và rê là đoạn âm. Và câu này và con chỉ có hai loại trường âm thôi ạ. À, đó là chữ ca và chữ tăng. Dạ trường âm thông thường là chữ ca, trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ tăng. Dạ còn lại là còn lại là đoạn âm, để con coi lại thử nha. Dạ còn lại là đoạn âm hết ạ. À, dạ chắc con thấy nó cũng tự tin lắm cái câu này á. Dạ thôi con kính dâng mít lên ngài, có gì con xa thì xin ngài sửa lại cho con ạ. À. Nam mô Bụt thầy hả. Alo 123 123, mời được một người lên là mừng lắm rồi, là hù à chết chắc. Nhưng mà cái đó chắc là mà chắc chết chứ không phải là chết chắc. À, nghĩa là khi lên cầm micro anh ta ho, chứng tỏ là coi như lòng thể bất an ha. Và đó cũng là một cái phương pháp để cho người ta biết rằng à, sức khỏe em được ổn định. Cho nên khi quan tích có sai, có trật, có bị nhầm đi nữa thì luôn luôn có sự tha thứ. Chứ bây giờ người bình thường á lên phân tích đó, thì đâu có ho, mà khi mà lên ho như vậy chứng tỏ là sức khỏe không được ổn, thế bây giờ phải du di cho người ta chứ còn hù chứ chắc rồi hả, là như vậy người ta càng buông thêm. À, hiểu cái gì? Cái câu hồi nãy phân tích chính xác quá, câu trang cùng á, nhưng mà qua cái câu cuối cùng này thấy cháu Phan Ngọng luôn. Cháu Phan Ngọng, bởi vì khi mà phân tích những cái câu sau này thấy cái tâm tư, cái tinh thần nó không được ổn định. À, cho nên phân tích câu sau cùng này nghe kỳ quá, phải nhờ người khác lên phân tích mình được. Mà người đó là ai? Một người có kinh nghiệm, đó chính là Sik Mehta. Sik Mehta ơi, phân tích dùm câu cuối cùng để cho Sik Dung Nguyễn thấy rõ. Chứ bây giờ chữ ca chữ dê mà nói cái trường âm gì kỳ cục quá. Thì bây giờ mời Sik Mehta câu cuối cùng để cho Sik Dung Nguyễn thấy cái sai của mình. Alo, Sik Mehta vừa rớt mạng rồi, lại chắc là nghe rõ ha. Rồi hôm nay sao mà trường âm kỳ khôi ha. Trường âm kỳ khô quá, cho nên phân tích nè đã bị ho rồi, bị bệnh nhưng mà rồi cũng không chú tâm, cho nên khi mà phân tích câu này nghe không được ổn lắm. Alo, Sik Mehta, đường truyền sao? Ổn định đường truyền á là khi đó mình sinh hoạt mới tốt, còn đường truyền mà cái té lên rớt xuống hoặc là cầm micro không được là thấy sự học hỏi của quý vị bị tổn giảm, không được tiến bộ. Như vậy là Sik Krishna bận công việc nè, Sik Mehta hôm nay cũng long thể bất an ha, té lên rớt xuống. Thôi thì bây giờ Sik Sukha
chú khá cho vợ Đúc Khá nha. Chú khá làm cho chị Dung Nguyễn thấy là mình sai như thế nào ha. Rồi mời chị chú khá đi. Rồi có người cũng nhắc tuần nữa kìa. Rồi phân tích lại câu số 4 ha. Chị Dung Nguyễn chú ý nghe nè. Alo. Dạ con cảm ơn Cường Như Quang. Dạ con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Thà Ra, Nam mô Tham Mà Ra, Nam mô Sang Khà Ra. Dạ con kính đảnh lễ thượng tọa trí đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ con xin phân tích đoạn số 4 của câu kinh Pháp Cú số 231. Ca dê na su cha di tăng cha dê. Ca là trường âm thông thường, dê là trường âm thông thường, lá là đoạn âm sum, chá là đoạn âm, dí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Đã, câu này có hai loại trường âm thông thường và trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trường âm thông thường có chữ ca và chữ dê. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm có chữ tăng, còn ná số chá dí chá là đoạn âm. Dạ xin xuống mic ạ, còn kính thỉnh sư đến mic ạ. Nam mô Bụt Thà Ra. Sa thủ Sư Sô Kha. Sư Trung Nguyễn cũng nghe rõ nè ha. Rồi dạ sa thủ cô. Rồi biết sa thủ cái chỗ nào rồi ha. Thấy xa rồi. Tức là Sư Trung Nguyễn sai chỗ nào biết không? Chữ ca, chữ dê, hai chữ đầu tiên ha. Bây giờ thì Sư Kha biết rằng chữ ca, chữ dê và chữ rê nó là ba trường âm thông thường ha, và chữ tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tức là có hai loại trường âm mà thôi. Và câu này có bốn trường âm, bốn đoạn âm. Bốn trường âm tức là chữ ca, chữ dê, chữ tăng, chữ rê, và bốn đoạn âm đó chính là chữ na, chú, chữ cha, chữ rí. Rồi cứ từ từ, đừng có gấp quá. Cái chữ nào ra đây ha. Bên chào Vinh Kinh ha, vừa đến với Pháp Hội. Rồi họ nên cái tâm nó chạy đi tìm an rồi. Ồ, phong phú ha. Đầu óc suy nghĩ toàn là những cái chuyện trên trời dưới đất không à. Rồi bây giờ trở lại vấn đề. Chúng ta đã phân tích trường âm và đoạn âm xong. Vậy thì câu số 3, câu số 4 sau khi phân tích xong thì giọng đọc của chúng ta sẽ liên lạc với nhau ha. Ca giá đốt cha rị tăng hít tùa ca dê nát su cha rị tăng cha rê. Ca giá đốt cha rị tăng hít tùa ca dê nát su cha rị tăng cha rê. Ca giá đốt cha rị tăng hít tùa ca dê nát su cha rị tăng cha rê. Rồi như vậy là câu số 3, câu số 4 chúng ta cũng đã thông qua ha. Có ai thắc mắc không? Tại sao vừa đọc cái kiểu thế này, tại sao vừa đọc cái giọng không giống ai ha. Không thắc mắc ha, không thắc mắc thì chúng ta đọc từ trên xuống dưới. Trước tiên đọc theo giọng kinh ha. Ca dốc bắc cô bằng rắc thầy giác ca về nát tăng tô xí già ca giác đốt chá rị tăng hít tòa ca về chá rị tăng chá rề. Ca giáp bắc cô bằng rất thầy giác ca về nó tăng vũ tô xí già ca giá đốt cha rị tăng hít tòa ca về nó xú cha rị tăng cha rề. Đó là chúng ta đọc và liên một hai ha, trường âm và đoạn âm hòa quyện với nhau. Còn bây giờ hơi của quý vị ngắn, quý vị có thể chia ra làm hai, một lần đọc hai câu nha.
Chứ hôm nay đọc dài quá, rồi chúng ta bị đứt hơi lời những cái đoạn âm, thì coi hơi nghe hơi khó nghe ha. Cài dắp bắp cô băng rắc khay giá cài về đá cằn vũ tô si già. Cài giá đốt cha rị tăng hết tòa và cài nát sức cha rị tăng cha rề. Đọc lại ha. Cài dắp bắp cô băng rắc khay giá cài về đá cằn vũ tô si già. Cài giá đốt cha rị tăng hết tòa cài về nát sức cha rị tăng cha rề. Giữ thân đừng phẫn nộ, phòng khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác, với thân làm hạnh lành. Rồi, với xin mời bàn tay của quý vị ạ. Alo. Dạ, con cảm ơn cô Kim, cô Như Quang. Cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Ra, Nam mô Tham Bà Ra, Nam mô Sang Khả Ra. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa trí đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ con xin đọc câu kinh pháp cú số 231. Ca giáp ba cô bằng giác khầy giác ca dề na đúc la sằng vút tổ si là cà gia đúc cha di tằng hít tòa cà dề na su cha di tằng cha dề cà giáp ta cổ bằng giáp khầy giáp cà dề na sằng phút tổ si già cà gia đúc cha di tằng hít tòa cà dề na su cha di tằng cha dề cà giáp ta cổ bằng giáp khầy giáp cà dề na sằng phút tổ si già cà gia đúc cha di tằng hít tòa cà dề na su cha di tằng cha dề cà giáp ta cổ bằng giác khầy giác cà dề na sằng bút tù si già cà giác đúc cha di tằng hít tòa cà dề na su cha di tằng cha dề cà giáp ba bồ cà giáp ba cổ bằng giác khầy già dề nát sằng vô tù si già cà gia đúc cha di tằng hít tòa cà dề nát su cha di tằng cha dề giữ thân đừng phẫn nộ phòng thân khéo bảo vệ từ bỏ thân làm ác với thân làm hạnh lành đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu giữ thân phải biết canh phòng giữ thân bảo vệ hết lòng nay mai xả ly hành ác mới tài trang nghiêm thân hạnh hỡi ai mặc dầu đó là phổ thơ của hòa thượng giới đức. Dạ con đã đọc bài xong ạ. Dạ con kính mời cô Kim ạ. Nam mô Bụt Tha Ra. Dạ con kính tri ân cô Như Quang. Con xin kính chào sư trí đức, các cô tư nữ và quý Phật tử ạ. Dạ, cảm ơn cô Như Quang Cần để cho âm thanh rõ. Con xin đọc kinh Pháp Cú câu 231. Ngồi có người nghe rõ thôi hả? Dung Nguyễn, Sukha có nghe rõ không? Có một mình cô Như Quang Cần nghe rõ, mấy người kia có nghe rõ không? Dạ một là nghe rõ ha. Dạ hai người là đủ rồi đó. Dung Nguyễn nghe rõ không? Kinh Pháp Cú câu 231. Kha yap pak kho phang rak khai yak khai e na sang vu to si ya. Kha yap duk cha ri tang hit toa. Kha ye na su cha ri tang cha re. Kha yap pak kho phang rak khai yak khai ye na sang vu to si ya. Kha yap duk cha ri tang hit toa. Kha ye na su cha ri tang cha re. Kha yap pak kho phang rak khai yak kha ye na sang vu to si ya. Kha yap duk cha ri tang hit toa. Kha ye na su cha ri tang cha re. Kha yap pak kho phang rak khai yak kha ye na sang vu to si ya. Kha yap duk cha ri tang hit toa. Kha ye na su cha ri tang cha re.
để con đọc một hơi giống như sư cơ được không? Để thở 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 hết thời. Khai giáp bắc khô phần rắc khai giáp khai về nát sang vũ tổ si già khai giáp đúc cha đi tầng hết tòa khai về nát xuất cha đi tầng cha rề giữ thân đừng phẫn nộ phòng thân khéo bảo vệ từ bỏ thân làm ác với thân làm hạnh lành. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu để đọc của sư Chí Giới Đức. Giữ thân phải biết canh phòng giữ thân bảo vệ hết lòng nay mai xả ly hành ác mới tài trang nghiêm thân hạnh hỡi ai mặc dầu. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức, hơi dài dòng khó nhớ nhưng mà cũng đọc. Dạ con có đọc sai xin sư sửa, con xin trả máy với những máy cho người khác ạ. Hello, hello. Hello. Sao không thấy ai lên? Sư ơi, con không thấy ai lên nữa. Con sợ cái máy con bị hư, con lên rồi vậy thôi. Vậy mời quý vị lên đọc bài trả bài tiếp đi ha.
123 cây em tu thế này ha. Quý vị thấy con gà con gái còn lớn hơn nó nè, thấy không? Như vậy nghe tiếng gà hay nghe tiếng người, ai còn thức không? Gà báo động gà, bảo dậy đi, dậy đi. Sáng rồi dậy mà cũng còn ngủ hết trơn à, không có chịu thức dậy. Đó, ai muốn kho thì kho. Chỉ có hai người lên đọc rồi im gu à, không? Rồi, bây giờ coi như chúng tôi nói cho hết giờ rồi đóng rung luôn ha, không ai tham gia thôi. Ca yếp ba cô bằng rất hay giác cài về nó tầng vũ trụ chi già cài giác đức cha rị tầng hết tòa cài về nó đức cha rị tầng cha rề. Ca yếp ba cô bằng rất hay giác cài về nó tầng vũ trụ chi già cài giác đức cha rị tầng hết tòa cài về nó đức cha rị tầng cha rề. À, đó là cái giọng kinh. Bây giờ qua giọng kệ cho nó dễ đọc hơn và ru người ta cũng dễ ngủ hơn ha. Dòng kinh hơi khó. Kaya ba cô bằng ra khay ya kaya na sang vô tô si ya kaya đôn cha ri tăng hệ tổ hoàng kaya na su cha ri tăng cha rê kaya ba cô bằng rất hay giang cà dê na sang vô tô chi giang cà dê đô cha ri tăng hít tổ hoàng cà dê na su cha ri tăng cha rê. Đọc lại lần nữa ha. Cà dê ba cô bằng rất hay giang cà dê na sang vô tô chi giang cà dê đô cha ri tăng hít tổ hoàng cà dê na su cha ri tăng cha rê. Dưới thân đừng phẫn nộ, phòng thân kéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác, với thân làm hạnh lành. Rồi, bây giờ xin mời bàn tay của quý vị lên ngâm nga. Cái này thì dễ đọc dòng kinh ha. Vị nào mà đọc hay là người ta mới vô ngủ tiền, còn đọc dở là coi như nghe bực quá đưa tay lên đọc cho bà con nghe ha. Rồi, bây giờ quý vị thấy rằng đọc dở quá, bây giờ quý vị làm sao đọc nghe cho hay hơn nè. Chắc chắn là âm giọng của quý vị tuyệt vời, toàn là ca sĩ luôn mà, giọng oanh vàng không mà. Giọng kinh thì khó thể hiện, nhưng mà qua giọng trẻ chắc chắn là quý vị đọc hay. Rồi, ai tự nhận mình là ca sĩ? Để ta lên. Hay khó quá ha. Lập kinh hay cũng đã khó rồi, bây giờ qua giọng kệ thì cũng chẳng thấy ai đưa tay. Rồi, hôm nay chúng ta nghỉ sớm ha. À, tham gia thì sinh hoạt, còn không tham gia thì chúng ta coi như là tắt đèn đi ngủ. Mến chào cô tu nữ Tự Duyên nè, đây là một cái giọng kệ vang nè. À, từ bên Trung Pháp Quốc Kinh à, cho đến bây giờ thì cô tu nữ Tự Duyên là một người mà nổi tiếng về giọng ca vàng. À, chắc cái câu Phật con 231 này à, cô tu nữ Tự Duyên sẽ đọc lên dòng kinh rồi chuyển qua dòng kệ để cho bà con thấy rằng đọc có khó. À, chú tâm đọc là được liền thôi, mà căn bản thì quý vị cũng đã có rồi chứ không phải là không. Rồi sư Sư Khả thấy cô tu nữ Tự Duyên vô là nhường ghế liền ha. Rồi mời cô tu nữ Tự Duyên chụp micro nè. Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya.
Dạ con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Hôm nay con xin sám hối với Ngài, con đi học trễ và con cũng tranh thủ vào để đọc Kinh Pháp Cú số 231. Dạ cảm ơn nhiều quá. Cảm ơn Sức Kim. Cà giác ba cột bằng rắc thay giá cà dê nát sầm bú tô. Dạ đang đọc một cái hiến mẫu cho mặt trời. Dạ không biết là đọc càng còn nghe không, cái gì nó nhảy lên cái. Alo, 123, 123. Quý vị thấy đến với đạo tràng sinh hoạt lực cán này có tinh thần tham gia, nhưng mà cái đường truyền rồi cái mạng rồi cái máy, quý vị gặp rất là nhiều trở ngại. Có khả năng lên sinh hoạt với đạo tràng thì không có bao nhiêu người ha. Nhưng mà rồi bị rất là nhiều trục trặc ha. Đang nói ngon lành để cái rồng rồi bây giờ không biết ngóc đầu dậy nổi không, hay là đau quá rồi cái lầm luôn ha. Quý vị thấy sự sinh hoạt của chúng ta gặp rất nhiều trở ngại ha. Nhưng mà với cái tinh thần của quý vị vượt lên đôi chân của chính mình để đến với Pháp hội, đó là một cái điều chúng tôi rất là cảm thán. Vượt qua những trở ngại để rồi chúng ta chiến thắng chính bản thân mình, vượt lên chính mình, đó là một điều mà chúng tôi rất là hoan nghênh. Những vị ở Việt Nam thì thời gian rất là khắc nghiệt, nhất là ở ngoài Bắc á, thì quý vị biết là mùa đông lạnh lắm, mùa này rét rất là lạnh. Nhưng mà quý vị thấy sĩ số khá, đúc khá đến với cái room của chúng ta, rồi trong gia đình cũng có nhiều trở ngại, mà nhiều khi sĩ số khá không dám cầm mic. Nhưng mà giờ phút nào mà cảm thấy rảnh rỗi vô được là tranh thủ. Cho nên khi đưa cái bàn tay đầu tiên, chúng tôi rất là thông cảm. Bởi vì trong gia đình cũng có những người không ưa sĩ số khá tham gia trong cái room này. Thì quý vị thấy tinh thần của một người con Phật hướng về Tam Bảo, mặc dù né tránh là luồn lách, rồi coi như nha có được cơ hội là đến với tôi luôn. Giờ này thì ở ngoài kia, tức là mới 5:47 mà trong thời gian trước á, thì quý vị thấy rằng đã vô sớm hơn, có khi là 4:30, có khi 4 giờ để sinh hoạt, thì đó là một cái tinh thần rất là cao. Cho nên quý vị đến với đạo tràng chúng tôi rất là trân trọng và mong rằng đường truyền tốt là một vấn đề, thứ hai quý vị cầm được micro, đó là một cái điều mà chúng tôi rất là quan hệ. Đọc đúng đọc sai không quan trọng, nhưng mà trên cái tinh thần mà chúng ta học, chúng ta tiếp thu được và chúng ta cảm thấy an lạc, đó là điều quan trọng.
chúng tôi đã thành công. Thì mong quý vị cố gắng chút nữa. Những người nhiệt tình đến với cái room này, nhưng mà rồi bị trục trặc kỹ thuật, quý vị thấy như là cô tu nữ tự duyên ha, nói lên một vài tiếng rồi té cái rầm, giống như con người chúng ta rồi chợt tắt. À, khi nhắm mắt xuôi tay ráng nói lên vài tiếng rồi té không vô được, à, thế nó phủ phàng sao, à, nhưng mà cũng cố gắng, à, báo cáo với bà con rằng tôi có mặt, tôi đã nói lên được những cái lời nói cuối cùng trước khi chúng tôi rớt mạng hay là mất mạng. À, như vậy thì quý vị cố lên, quý vị nào hữu phúc đường truyền tốt, âm thanh tốt thì cứ mạnh dạn tham gia, bởi vì học được tiếng Bali chúng ta cảm thấy rất là vinh dự. Phật giáo chỉ là một khi chúng những câu Phật ngôn này đi đến những cái chùa nào mang tiếng là Phật giáo, chúng ta đọc lên họ biết liền, đọc lên họ biết liền, hoặc là trong nghi thức, trong lễ nghi mình tham gia và mình cảm thấy rằng mình tự tin, và họ là người Thái, họ là người Myanmar, họ là người Sri Lanka, Lào, Campuchia vân vân, mình nói tiếng quốc gia của họ không được, nhưng mà khi vô cái vấn đề nghi thức của Phật giáo thì chúng ta cũng tam quy ngũ giới, cũng kinh tam bảo, kinh này kinh kia, người ta đọc được mình đọc được, đó là một sự hãnh diện. Chúng ta là người Phật tử, mỗi người mỗi nước mỗi non bước vào cửa Phật là con một nhà, mình cứ mạnh dạn lên, phần sự nhiệm nào của mình là mình cứ làm, thì mình không sợ người ta chê trách ha. Thì như vậy, than thở như vậy nhờ, là cô tự nhiên cảm thấy rằng ra đi không đành, đã trở lại với cái room này rồi. À, rồi, mời cô tu nữ tự nhiên tiếp tục nha. À, quý vị có dầu có gì đó cho cô tu nữ tự nhiên sức một chút đi, té cũng đau lắm. À, rồi, nói lên cái vấn đề tại sao, và bây giờ tiếp tục ha. Xin mời cô tu nữ tự nhiên. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sanh Thầy Dạ. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, và con kính thưa Ngài. Con vào không biết cái gì mà nó bắn con rớt xuống. Dạ, cảm ơn Chị Kim và Chị Như Quang. Dạ, bây giờ con xin đọc lại câu Pháp Cú số 231. Ca giáp bắc cô băng rách, ca giáp bắc cô băng rách, khay giáp ca dê ná sang út tô xí gia, ca giáp đúc chắc hít tăng hít tòa, ca dê ná sú chắc hít tăng chắc dê, ca giáp bắc cô băng rách, khay giáp ca dê ná sang út tô xí gia, ca giá đúc chát hít tăng hít tòa, ca dê ná su chát hít tăng chê chát rê, ca giá bác cụ bằng gác khay giá, ca dê ná xăm vũ tô xí gia, ca giá đúc chát hít tăng hít tòa, ca dê ná su chát hít tăng chát rê, giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác, với thân làm hạnh lành. Gặp câu thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cà giác bắt cô bằng cách khay giác cà về ná xăm bú tô xí già, cà giác đúc chá rí tăng hít tòa, cà về ná xú chá rí tăng chá rề. Giữ thân phải biết canh phòng,
dình thân bảo vệ hết lòng nay mai, ly hành ác mới tài, trang nghiêm thân hạnh hỡi ai mặc dầu. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, bây giờ con xin xuống mất. Con té ăn cái con cũng chán dán lại. Dạ, con kính danh mất đến ngày ạ. Dạ, alo, alo. Dạ, bây giờ chào chú Nguyễn. Dạ, Như Quang ơi, nãy giờ là có kệ kinh chưa hả Như Quang? Bây giờ tự nhiên mấy bài thiên không nghe rõ gì hết, tự nhiên chỉ nghe ngài kêu lên đọc bài. Chưa ai kệ, dạ, rồi. Dạ, như vậy bây giờ là con kính cung thỉnh ngài kể trước ạ. Kính cô kể. Nãy giờ ngài Trí Đức thỉnh rồi, bây giờ ngài kể rồi. Dạ, thì vậy thì bây giờ tự nhiên xin kể. Ca dắp ba cô băng rạch khay gia, ca dê na sam bu tô si gia, ca gia đục cha di tăng di toa, ca dê na su cha rít tăng cha rê. Ca dâm ba cô băng rập khay gia, ca dê na sam bu tô si gia, ca gia đục cha khi tăng hi toa, ca dê na su cha khi tăng cha rê. Dạ, để cũng vừa kể xong. Bây giờ là thấy Trong Nguyễn. Trong Nguyễn có nghe tín hiệu của cô không? Rồi, bây giờ cô mời Trong Nguyễn đọc bài. Với kệ, cô cũng mới vào. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ cô tu nữ Khê Ma, dạ con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, con kính lễ chư tôn Đức Tăng và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Tuệ Duyên đã cho con biết tín hiệu ạ. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 231 ạ. Dạ con cảm ơn cô Như Quang ạ. Ca dắp ba cô bằng rắc khề giá ca dê ná sàng gú tô si dà, ca giá đúc chá rí tàng hi tòa ca dê ná su chá rí tàng chá rê, ca dắp ba cô bằng rắc khề giá ca dê ná sàng gú tô si dà, ca giá đúc chá rí tăng hi tòa ca dê na su chá rí tăng chá rê, ca dắp ba cô bằng rắc khề giá ca dê na sang vũ tô si dà, ca giá đúc chá rí tăng hi tòa ca dê na su chá rí tăng chá rê,
Giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác, với thân làm hạnh lành. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giữ thân phải biết canh phòng, gìn thân bảo vệ, hết lòng nay mai, xả ly hành ác mới tài, trang nghiêm thân hạnh, hỡi ai mặc dầu. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Con đọc có sai, con nhờ sự sửa giùm con. Dạ, con cảm ơn cô Như Quang đã post bài. Con xin phép được xuống mic ạ. Dạ, Nam Mô Bức Tha Dạ, Nam Mô Thâm Ma Dạ, Nam Mô Sơn Khai Dạ. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ, Phật Ngài, hôm nay không có sức quần, mà con cũng không biết là hồi nãy giờ người vị nào kệ rồi, vị nào chưa kệ, con cũng không rành. Bây giờ con thấy râm vắng, cho nên là con cầm mic và con kính cung thỉnh Ngài trở lại để giảng về nhân sự Pháp Cú Kinh số 231. Alo. Dạ, không biết hôm nay là Sức Duyên có đọc bài chưa ạ? Có kể gì chưa ạ? Sức Duyên có nghe cô nói không ạ? Dạ, kính mời cô Khê Ma. Nãy giờ cô Khê Ma có kể chưa ạ? Bạch Ngài, Ngài rồi, con thả mất rớt bể quá. Châu Nguyễn mới kể rồi. À, bây giờ phải làm sao đây? Alo. À, đang nghe mà đang làm hả? Ờ, vậy thôi, cô cũng không ép. À, kể được thì cầm mic kể với đọc bài. Còn không được thì nghe cũng được. Rồi bây giờ cô mời tiếp tục, tại vì Ngài Trí Đức bây giờ Ngài biết là có bận cái gì không, mà bây giờ thì chị mới vào, tự nhiên cũng giống như trời 30 tới thu. Dạ, chào Phú Biển. Phú Biển lên đọc bài. Phú Biển ơi, hôm nay là câu Pháp Cú Kinh số 231. Phú Biển có nghe tự nhiên cô tiện nói không ạ? À, nếu có nghe nói thì cho cô xin một tín hiệu nghe rõ. Rồi bây giờ cô mời cô Biển lên đọc bài nha. Đọc bài xong rồi kể luôn. Alo, chưa lên được hả? Dạ. Với lại mới vào chưa thấy bài. Rồi ổn định đi. Ổn định đi rồi Xích Như Quang bắt bài. Nên không biết đọc sao. Rồi. Đó, mà bài Như Quang bắt lên rồi đó, thấy chưa? Cô Biển có thấy chưa? Có thấy chưa? Cô xin một tín hiệu đặng cô xuống mic. Ừ.
Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Cô Biển có nghe âm thanh chưa? Có ổn định chưa? Ừ. Rồi, giờ cô đánh mít lại ha. Chưa rọc cái điện thoại đây nữa nhỏ. Chạy lung tung chứ sao kỳ cục. Dạ, con kính lễ ân đức ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính lễ ngài Trí Đức. Con kính chào chư tôn đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tỳ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Và con kính chào đạo tràng. Con phải chờ con vô cái máy kia chứ đây nó không có nghe. Cô Như Quen ơi, cô bóp lại giùm con chút. Do cái điện thoại con nó nhỏ quá, con không thấy. Con phải vô điện thoại của mình tắn. Con xin trả bài câu pháp cú số 231. Ca giáp bá cô bằng rắc khay giá ca về nát sầm nát sằng vũ tô xí già ca giá đúc chá rí tầng hí tùa ca về nát xuống chá rí tầng chá rề ca giáp bá cô bằng rắc khay giá ca về nát sằng vũ tô xí già ca giá đúc chá rí tầng hí tùa ca về nát sấp ná số chá rí tầng chá rê ca giáp bá cô bằng rắc khay giá ca về ná sằng vũ tô xí già ca giá đúc chá rí tầng hí tùa cà về ná sốc chá rí tầng chá rề cà giáp bá cô bằng rắc khay giá cà về ná sông vú tô xí già cà giá đúc chá rí tầng hí tùa cà về ná sốc chá rí tầng chá rề cà giáp bá cô bằng rắc khay giá cà về ná sằng vú tô xí già cà giá đúc chá rí tầng hí tùa cà về ná số chá rí tầng chá rề giữ thân đừng phẫn nộ phần thân khéo bảo vệ từ bỏ thân làm ác với thân làm hạnh lành. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: giữ thân phải biết canh phần, gìn thân bảo vệ hết lòng nay mai, xả ly hành ác mới tài, trang nghiêm thân hạnh, hỡi ai mặc dầu. Bản dịch của Hòa Thượng dưới đất. Dạ, con đã trả bài xong, cho con đọc hơi vấp một tí. Con xin sám hối và con xin nhường mít lại đạo tràng. Chứ con không có biết kệ. Alo, 123123. Cô tu nữ Tùy Giang đưa tay thì người ta mới nhường, giá còn lên mà giật mic kiểu đó không được nha.
Vậy mà phải đưa bàn tay lên cho người có sự coi như là báo cho người ta biết có tín hiệu. Chứ còn ở dưới nhảy lên cái rầm cái chụp mít người ta, hoặc là không có ai thì mình lên cái làm người ta họ cũng hết hồn luôn ha. Mình phải đưa bàn tay lên trước ha, lịch sự mà. Ở trong rung này có ba cô tu nữ ha, rồi là Tam Nương, cô tu nữ Tự Duyên nè, cô tu nữ Khe Ma nè, cô tu nữ Phục Hạnh nè, đó. Có ba vị này chứng minh trong pháp hội của chúng ta, đó là một diễm phúc. Như vậy, quý vị phải thể hiện cái bản lãnh của mình là người Phật tử chứ. Bản lãnh của mình là một người con Phật ha. Quý vị với cái câu Phật con này có rất nhiều giọng đọc. Giọng đọc của quý vị là giọng đọc đánh vòng. Giọng đọc của quý vị là cái vấn đề tụng. Quý vị đọc thông suốt hay là trở ngại, chúng ta nên chú ý cái này ha, là cố gắng chỉ có hai câu thôi. Đọc nhiều chúng ta sẽ bị đứt hơi. Hai câu thì nó quyện lại, nó xúc tích. Thì hai câu đối với quý vị thì rất là dễ chứ không phải là khó. Nắm được căn bản rồi thì quý vị thấy hai câu, mà trong đó cái câu cuối cùng số 2 á, cái chữ cuối cùng là một trường âm, thì quý vị nên mừng. Ca dấp bắc cô bằng rắc thầy giá cà về nát sần vũ tù si già. Quý vị đọc một hơi tới chữ si già, quý vị dừng lại, gọi là mệt nghỉ. Nhưng mà mệt nghỉ như vậy là nó đúng phương pháp. Và chúng ta bảo tồn được cái hơi sức của mình. Và nghe nó hùng hồn. Đừng có đọc xí gia rồi cứ chạy qua chỗ khác, rồi mình ngừng không tốt. Mà hai câu quý vị dừng lại, rồi tiếp tục hai câu khác. Bởi vì giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ. Hai câu này nó cô quyện với nhau, nó bổ sung ý nghĩa với nhau. Thì chúng ta thấy cái câu số 2 mà phía cuối cùng nó là trường âm thì nên mừng. Phản âm bắt buộc ta phải dừng lại bằng âm bất cứ chỗ nào theo hơi sức của mình. Giọng đọc của quý vị có khi đọc nguyên một câu, có khi dừng lại nữa tới chừng. Chỉ gia ca gia đốt cha rì tăng hít tòa ca dê nát sư cha rì tăng cha rê. Quý vị đọc lần hai câu như vậy thấy có cái lực mà nó đúng âm từ, nghe hay. Còn quý vị mà đọc mà tới chỗ trường âm kéo dài đoạn âm nghỉ, đoạn âm thì đọc ngắn, mà đọc liên tục như vậy thì nó bị đứt hơi, sức không có. Còn hơi sức của quý vị mạnh thì làm liền một hơi ha. Ca dấp bắc cô bằng rắc thầy giá ca về nát sẵn vũ tô si già ca giá đốt cha rì tăng hít tòa ca về nát sức cha rì tăng cha về. Nếu mà quý vị đủ hơi sức thì trường âm đoạn âm cứ thế mà làm. Nhưng mà cảm thấy rằng không tự tin thì nên đọc hai câu thôi. Cố gắng và bảo đảm một thời gian nữa thì quý vị thấy vấn đề Pali không khó đối với quý vị. Quý vị vô sao, nhưng mà tinh thần học hỏi của quý vị rất là cao. Cho nên cái điều này chúng tôi thấy là quý vị làm được.
thì nên áp dụng theo phương pháp hai câu mà thôi. Cài giáp có cô bằng rất thầy giáp cài về nó cần rú tù chi già à. Nếu mà kệ cũng phải kệ một lần hai câu. Nên chúng ta cũng hai câu dừng lại cuối câu số 2 à. Thì bảo đảm rằng quý vị sẽ thành công à. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại rồi đi vào duyên sự nha. Cài giáp bất cù bằng rất thầy giác cài về nó sân vũ tù xí già cài giáp đức chá rị tầng hít tòa cài về nó sứ chá rị tầng chá về. Cài giáp bất cù bằng rất thầy giác cài về nó sân vũ tù xí già cài giáp đức chá rị tầng hít tòa cài về nó sứ chá rị tầng chá về. À, đó là giọng kinh ha. Còn giọng kệ chúng ta cũng hai câu nha, mà với một cái thể thơ 8 âm tự thì chúng ta chia ra 4 4. Cài giáp ba cô bằng rắc hay giang cài dê na sẵn bù tô si giang cài giá đôn cha ri tăng hình toàn cài dê na su cha ri tăng cha về. Cài giáp ba cô bằng rắc hay giang cài dê na sẵn bù tô si giang cài giá đôn cha tăng hình toàn ca ye na su cha ri tăng cha re. Giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác với thân làm thành lành. Câu Phật ngôn 311 ha. Rồi tiếp tục nữa là câu Phật ngôn 332, 333, 334 cùng một duyên sự. Và cái duyên sự đó nói về 6 vị tỳ khưu gọi là lục sư à. Câu Phật ngôn 331 này được Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngự tại vườn Túc Lâm à, chia tấu hoàng hạ Túc Lâm Túc Cá. Một hôm cái nhóm lục sư này mang bút tay cầm gậy đi khua trên con đường tinh hành à, Đức Phật nghe cái tiếng gút khua lục cột mới hỏi Ngài Ananda rằng: Này Ananda, cái tiếng gì mà kêu kỳ lạ vậy? Mà Đức Thế Tôn: cái nhóm lục sư mang gút gỗ đi kinh hành cho nên mới có tiếng khua lục cột như vậy. Và nhân dịp này thì Đức Phật là chế định học giới vì tỳ khưu cần phải gìn giữ thân khẩu ý của mình, có nghĩa là giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác với thân làm thành lành. Tức là đi kinh hành thì phải để cho cái tâm ý của mình à, nó được thanh tịnh, nó được yên bình à, hướng về cái đề mục để mà mình tu tập, chứ không phải khua mang đôi guốc là đi lột cột chống cái gậy và những cái tiếng động vang lên làm rối đồ hình. Thì những vị tỳ khưu mà ở trong chùa Túc Lâm đó, khi đó thì có cả Đức Phật nữa. Và cái gì lục quần tỳ kheo, trời ơi, cái gì cho quan chấp lên nó kỳ vậy à. Đức Thế Tôn đã dạy câu pháp cú này khi Ngài ngủ tại Trúc Lâm liên quan đến lục quần tỳ kheo à. Trời ơi, cái chữ gì kỳ cục vậy? Lục sư chứ ai nói là lục quần. Thích Nghi Hoàng Bồ Tát Hằng, đây cái nhóm lục sư tức là 6 vị tỳ khưu này sống chung với nhau, cấu kết với nhau, quậy phá. Và trong tạng luật thì 6 vị tỳ khưu này được gọi là lục sư. Và coi như là có những câu chuyện thế này thế kia à, đã xảy ra trong thời kỳ của Đức Phật. Mục đích câu Phật ngôn này á là nói lên cái gì? Hãy ráng giữ gìn cái thân à,
tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành trong các dục. Chỉ nói về vấn đề tu thân thôi. Với câu Phật ngôn 231, ca dê na sang u tô, có nghĩa là sau khi mà ngăn chặn cái lối vào của ác hành ở trong cái thân của mình, tức là qua ba cửa sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nếu mà có được sự thu thúc, có sự đóng chặt các cái cửa này, tức là để dứt bỏ được cái thân ác hành, chỉ còn cái thân thiện hành, mà có người làm được cái việc mà cải ác cùng thiện trong một thời lúc nào đó, thì đó mới là một cái điều gọi là xa lìa cái thân làm ác, dùng cái thân làm những cái thiện việc lành. Thì như vậy nói về thân, thân nghiệp, thân môn thì có ba: sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Mà bây giờ chúng ta đắm say trong đó, tức là cái thân ác hạnh. Còn chúng ta tránh xa, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, thì cái đó gọi là cái thân thanh hạnh. Ở đây thì nói lên cái vấn đề tu thân ha. Chính vì vậy cho nên cái hành động của những vị tỳ khưu này, sáu vị này á, mang đồ gốm bằng gỗ đi khua lục cột rồi chống cái gậy, chứng tỏ là ta đây, tức là trên cái thân hành của các vị này đã tạo ra một cái điều mà coi như không được thanh tịnh mấy cái chùa Phúc Long. Và chính như vậy Đức Phật đã ban học giới và đã nói lên những câu kệ này để cái vấn đề cái thân của chúng ta phải trang nghiêm thanh tịnh. Sáu sư mang guốc gậy cầm tay này, đạp đá tinh hành khiến Phật hay dạy chúng tăng gìn thân khẩu ý, rồi ngài ban cấm cái chuyện thầy lai, tức là những cái chuyện mà thị phi, sống về thức đi, đó là những cái điều không tốt, tức là phải tu thu thân, không cho nó có những cái vấn đề mà coi như là gọi là thân thanh hạnh, tức là không có tạo những cái ác nghiệp, những cái tiếng xấu do cái thân mang lại, đó là sát sanh, trộm cướp, không chết được. Như vậy thì chúng ta thấy liên tục mấy câu pháp cú, thì câu pháp cú này nói về cái thân, trong pháp cú này nói về cái thân ha. Thì như vậy bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục nói lên để triển khai thêm ha. Sáu cái vị tỳ khưu này tức là khi Đức Phật ở tại Trúc Lâm thì sáu vị tỳ khưu này đã mang guốc gỗ này, cầm gậy khua lóc cọc đi lên đi xuống rầm rầm trên một cái phiến đá, và khi mà sự va chạm đó nghe lột bột khua vang lên như vậy, thì Đức Phật mới hỏi ngài Ananda cái gì mà nó ồn ào vậy. Thì ngài Ananda mới nói rằng sáu vị tỳ khưu kia mang guốc gỗ đi tới đi lùi trên phiến đá, rồi khua gậy nghe vang lên những cái tiếng động như vậy. Thì Đức Phật mới nói rằng một vị tỳ kheo thì phải kiểm soát tư tưởng, lời nói và hành động của mình. Và câu Phật ngôn này: giữ thân đừng phẫn nộ, còn thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác với thân làm hành lành, vân vân. Thì ở trong luật đàng á, trong đại phẩm thì cái chương mà gia thú á, cầm mất hành tha cần hả, cái phẩm này có nói thế này: các vị tỳ kheo đó đã trình bày sự việc lên Đức Phật, và Đức Phật nói này: các vị kheo nghe nói cái nhóm lục sư sau khi thức dậy vào lúc hừng sáng của đêm là mang các cái đôi guốc gỗ đi kinh hành ở ngoài trời, còn nói chuyện to giọng lớn tiếng với âm thanh ồn ào về các chuyện nhảm nhí liên quan đến nhiều vấn đề, như là chuyện của đức vua, chuyện của cái ăn trộm, chuyện trên trời dưới đất, vân vân.
và câu chuyện sẽ xảy ra và sẽ không xảy ra như vậy hay là như vậy. Các vị vừa giống đạp nhất trí côn trùng, vừa làm cho các vị bị khưu khá không tập trung trong thiền định, có đúng như vậy hay không? Và Đức Thế Tôn đúng vậy. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết lên pháp thoại rồi bảo các vị tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, không nên mang các đồ gỗ, vị nào mà mang thì phạm vào cái tội tác ác đúc tạp tha. Đây là cái điều mà trong luật được ghi. Vị tỳ kheo mang đồ gỗ như vậy là coi cũng xứng đáng và đã phạm vào cái tội gọi là tác ác đúc tạp tha. Đó là trong Phật giáo nha. Còn ở ngoài cái này người ta, chúng ta gai mắt không phải là tắt ác mà tắt tai luôn ha. Thì cái gì mà thế gian chê trách thì chúng ta nên tránh. Cái gì mà nó không được thanh tịnh ở cái chốn thiền môn thì chúng ta cũng nên tránh đi. Thì trong luật đã ghi lại như vậy đó. Rồi, với câu Phật ngôn này thì quý vị thấy như thế nào, có ý kiến làm sao? Và hôm nay chúng ta học thì quý vị thấy có tiến bộ hay là có những cái gì khuyết điểm thì quý vị cứ mạnh dạn đưa tay ra. Rồi chúng ta nhường mấy cô. Hồi nãy cô Tự Nhiên có ý kiến gì đó muốn nói, bây giờ nói tiếp ha. Cô Tu Nữ Tự Duyên đại diện cho cô Phê Ma, đại diện cho cô Phúc Hạnh, nói lên cái quan điểm của mình về câu Phật ngôn 231. Rồi xin mời. Dạ, sa thú lành thay. Dạ, con kính tri ân Ngài. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ Đức Phật giáo pháp và chư Thánh. Dạ, con kính tri ân Ngài. Và con cũng kính lễ cô Khê Ma, cô Phúc Hạnh. Và thật ra thì con thấy cái nick của cô vào cũng lâu, nhưng mà còn chưa có nghe âm thanh của cô, không biết là cô có thể cầm mic chia sẻ câu Phật ngôn này không ạ? Cô có thể cho con xin tín hiệu được không ạ? Và qua câu kinh Pháp Cú số 231 này, thì theo con á, thì để con đọc lại. Ca yap bác cô bằng rắc khay yak ca về na sang bút tổ si ya ca ya đúc chát hít tầng hít tòa ca về na su chát hít tầng chát hề giữ tâm đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác với thân làm hạnh lành. Thì thật ra giữ thân đừng phẫn nộ thì con nghĩ rằng cái lúc mình cảm ơn cô Phúc Hạnh. Thôi thì còn có mấy phút thì con tính cung thỉnh cô cầm mic để đọc cho con nghe cái âm thanh của cô ạ. Có được không cô? Dạ, con kính dân mít đến cô rồi con xin xuống mít nha. Con thấy tín hiệu của Ngài. Thôi Ngài.
Dạ bạch ngài, con kính cung thỉnh ngài trở lại máy, còn có 2 phút ngài kết thúc chương trình buổi học hôm nay đi ngài. Alo alo, ngài cho con xin tín hiệu và con dân mất lại. Cô Phúc Hằng đang bệnh nặng hạnh, cô Phúc Hằng đang bệnh nặng, vừa vào thuốc đợt 2 nên chỉ vào. Rồi rồi, đã thấy tín hiệu của chị Xích Kim. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Các sư Chí Đức đang bận đó, còn mấy phút thôi để chia sẻ, đợi hồi cô sư vô rồi sư kết thúc câu chuyện luôn. Cảm ơn cô Như Quang đã cho tín hiệu. Thì cái câu này thì nó liên tục tới 3-4 câu sau lận. Thì đại ý là Đức Phật nói gì thập thiện thôi quý vị. Thập thiện tức là chúng ta nên tu hành tu tập khéo giữ về thân, về lời, về ý. Thì trong cái câu này nó nói về thân, tôi nghĩ rằng câu kế sẽ nói về ý, câu tới sẽ nói về lời, câu kế nữa, câu 232 sẽ nói về lời, thu thúc về lời, câu 233 sẽ về ý. Thì tôi nghĩ rằng như vậy. Thì trong cái câu Kinh Pháp Cú 231 này, khai giá tức là về thân, thì thân lời ý đó là 13 thứ là kêu bằng thập thiện, tu tập thiện đó. Thì về thân thì nó có 4 cái là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Thì những đó là những hành động của chúng ta ha, thì chánh nghiệp thôi, thì nó thuộc về chánh nghiệp. Thì chúng ta nên thân á, ba cái đó tôi vừa mới nói, không có nên sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Thì trong câu chuyện này tôi có nhớ có một câu chuyện, một quý vị A-la-hán mà do cái nghiệp ác trong quá khứ vị đó đã bị mù mắt. Nhưng thì lúc mà ngài đi kinh hành đó, ngài đi vòng vòng đó, thì đạp rất nhiều côn trùng vì trời mưa đó. Thì các vị tà đạo nó nói thì sao ông này tu mà sao ông đạp giết nhiều con trùng vậy. Thì một số người này lên hỏi về Đức Phật như vậy, vị sư này có bị tội không? Thì Đức Phật hỏi cái vị sư này có tác ý làm cái đó không? Vị sư này con không có tác ý làm đó, tại vì con không thấy thì con cứ phải đi thôi. Phật nói rằng vì ông này không có tác ý là giết hại chúng sanh, không có sát sanh đó, thì không có bị tội về sát sanh. Nhưng thật ra cái chân của ông á, ông đạp đi thì không có tác ý, thì không có đủ năm chi để thuộc về phạm vi sát sanh, thì nó cũng có một cái nghiệp bất thiện là đã giết chúng sanh, giết mấy con trùng đó, nhưng mà không có bị đủ tội để vô sát sanh. Đại khái là như vậy. Thì Đức Phật nói ý của ngài đó không có muốn giết ai, vì cái sự này mà ngài cho là không cho các vị sư đó không có được vô hạ. Bên mình nói do vô hạ, hạ là mùa hè, an cư kiết hạ đúng hơn, nhưng mà bên nguyên gốc là bên Ấn Độ, cái xứ đó vào cái 3 tháng hạ, tức là vô kiết sự, cái kiết hạ đó là mùa mưa, mà bên Mỹ là mùa đông chẳng hạn như vậy. Thì tùy theo thôi, tức là nhập hạ, nhập 3 tháng thì có người kêu hạ, kêu mùa đông, tôi không biết gì hết. Nhưng mà sau 3 tháng đó thì làm lễ dân y đó, thì đại khái như vậy. Thì chứ trong cái câu này thì nó cũng đơn giản thôi. Chúng ta thì về thân á, thì chúng ta ít khi nào để ý lại cái ý tùm lum tùm la, đi lung tung lang tang, quơ cái này quơ cái kia, đạp này đạp cái kia. Rồi một phần là có những, một phần là không tâm, không để ý, mắt không dòm quan sát kỹ. Với một phần nữa, những người mà tuổi già hay những người mà bệnh mắt á, không thấy rõ thì cũng bị phạm cho cái này. Nhưng mà đại khái thì nếu mà không có tác ý, theo Đức Phật nói không có tác ý thì không có phạm tội sát sanh. Nhưng theo chính xác thì mình cũng có phạm bị bất nghiệp, cái nghiệp mà bất thiện á, thì vậy thôi. Nếu mà chúng ta tu phô phịch á, giữ thân á, đi chậm lên chút để ý dòm qua dòm lại. Còn tôi bị cái khẩu nghiệp, cái gì cũng nói thành bà tám, nói lời vô ích. Không cần nói cũng nói lời vô ích.
Nhưng mà như vậy cũng cho cái đạo tràng cũng có người nói qua nói lại để cho sư la, để thôi để mình sư nói cũng không có đề tài gì nữa. Vậy bây giờ nó cũng hết rồi, qua 2 phút rồi. Vậy con xin trả máy lại, con mời sư lên để kết thúc bữa học ngày hôm nay. Và con xin cảm ơn quý vị đã nghe. Xin chúc các sư, các quý vị, các cô tu nữ được một ngày an vui. Và xin trả máy lại. Alo, 123-123, xin kiếm ơi. Nhắc đến một nhân vật nào phải nhớ cái nhân vật đó tên gì, chứ không người ta nói mình vu khống. Đó là vị thanh tăng chắc Phu Bà là nói mình biết dừng lại, tức là đâu phải là bà Tám, biết rằng đã trôi qua 2 phút 3 phút, tức là cũng có sự phòng hộ, cũng có sự làm bảo vệ, cũng có sự biết mình, như vậy thì tốt chứ có gì đâu. Nói mà coi như bất chấp thiệt, là coi như nói mà không nhìn trời nhìn đất, nói để mà coi như để cho người ta biết mình là người nhiều chuyện thì cái đó mới là bà Tám. Còn đây mà biết dừng lại, được đưa lên những cái sự tích nói về phòng thân mà ngài Chắc Phú Ba La trong khi đi kinh hành dẫm đạp một số con trùng chết, cái đó có phạm tội hay không về sát sanh, cái này đi vô chi tiết của cái bài kệ này. Cái điều này đáng lẽ phải nói sớm, canh me hết giờ mới lên nói, đằng sau nên đi vô chi tiết thì chắc là lợi ích. Rồi buổi sinh hoạt của chúng ta bây giờ là hồi nãy nói là phút thứ 2, bây giờ tới phút thứ 4 hả, tức là bên này cũng nhiều chuyện, không đâu có thua gì sức kiếm đâu. Thôi xin chấm dứt ở đây. Ê tê là sanh cho quá tê nát số từ 4 vô tụ tập bạch đà. Do lời chân thật này, kinh nhân quả phước đến chư tôn tiền đức tăng ni, các cô tu nữ, cầu xin quý vị luôn được an vui trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Chúng ta kết thúc ở đây và đóng rung luôn, chứ không có mở tùng băng này tùng băng kia. Có chị Nhật Quỳnh, có chị Công Nhật thì còn phụ giúp cái chuyện đó, còn bây giờ cá nhân của chúng tôi cũng có công chuyện, mong quý vị thông cảm. Hẹn gặp lại ngày mai sẽ gặp Quỳnh Kinh. Nam mô Phật Thầy. Kính chúc quý vị một đêm an vui, một ngày an lạc.